Good morning, everyone, and maybe some of you. I have to say good afternoon or good evening after the missionary. Xin chào tất cả quý đầy tớ của Chúa và quý con dân Chúa đang có mặt buổi sáng hôm nay, buổi tối hôm nay ở tại một số nơi. It is my great privilege to see you today again. Một lần nữa, đây là một đặc ân lớn mà Chúa dành cho tôi khi được gặp lại quý vị một lần nữa. Now I would like to introduce the speaker for today. Bây giờ tôi xin phép được giới thiệu diễn giả của chúng ta buổi sáng hôm nay. Reverend Byung-gub Yu was a missionary in Gambia for 13 or 12 years. Mục sư Yu Byung Kuk là đã từng phục vụ Chúa trong vai trò là giáo sĩ ở tại Gambia trong 12 hoặc là 13 năm. Then he found the WAC International Korean Sending Base. Và sau đó ông trở về Hàn Quốc và sáng lập và hội truyền giáo WAC của Hàn Quốc, trung tâm sai phái giáo sĩ tại Hàn Quốc. Byung-gub and his wife was a director of WAC International Korea for 20 years. Và ông và bà là giám đốc của WEC Korea trong vòng 20 năm. Then also he found the WAC International Mission Mobilization 11 years ago. Và 11 năm trước thì ông bà đã sáng lập ra một vụ huy động truyền giáo quốc tế thuộc tổ chức WEC International. And he and his wife was director of WAC International Mission Mobilization for 10 years. Và ông bà đã phục vụ Chúa trong tư cách là giám đốc của một vụ huy động truyền giáo thuộc hội truyền giáo WEC trong vòng 10 năm. And he'll be speaking on today mobilizations for missions to À, you. hôm nay thì ông sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề là huy động cho công tác truyền giáo. Please join me welcoming him by big clap. Và xin chúng ta hoan nghênh mục sư đến với hội thảo của chúng ta. Good morning. Xin chào mọi người. Actually, the place I'm staying here is evening, good evening, 16th, which is Thursday, evening, what time? 10 to 6. À, thực ra thì tôi đang ở nơi mà tại cái nơi mà tôi phải nói là chào buổi tối bởi vì tôi đang ở tại Mỹ và bây giờ là ngày thứ 16 chứ không phải là 17 như Việt Nam hay là Hàn Quốc. So greetings to you all from worldwide web family too. Tôi xin gửi đến quý vị lời chào thăm từ đại gia đình web ở trên khắp thế giới. By the way, Nihat, is my screen is now appeared or what? Do you not see yet, my screen? it's not yet appear. Just we just saw the website, so it's not in the Is screen. that right? Yeah. What happened? Okay. Let me do it again. Screen share. Share screen. Yes. Okay. Now can you see? Yes, but we need to press the slideshow. I know. Yeah. Before I do slideshow. Yeah. Presentation pool. Okay, now. In fact, I traveled all night last night. Nguyên đêm qua thì tôi đã phải di chuyển. 10 hours flying and 3 hours delaying or immigrations, and it was quite tiring journey. Tôi đã trải qua 10 tiếng đồng hồ trên máy bay, sau đó 3 tiếng bị delay nữa. Cho nên This evening, as I
talk to Niat, I'm going to share about evangelism or preaching the good news and the church planting and mission planting together. Sáng hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị về công tác truyền giáo và đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề truyền giảng và mở mang hội thánh nữa. So after sorry, my session, sorry, you Musanim. We saw two screen on the screen. Two monitor. Yeah, I know. Yeah. So I'm just share all together. And after my session, I will give you a time of questioning. Then we have a longer time question and answer time. Sau khi tôi chia sẻ phần trình bày của mình thì quý vị sẽ có thời gian để chúng ta hỏi đáp với nhau. Even I'm going to share about evangelism or church planting and mission mobilizing. It's a different subject, but actually it's all focused one subject, one topic. Mặc dù tôi đang nói về ba cái chủ đề là truyền giảng, mở mang hội thánh và huy động truyền giáo, nhưng thực ra cả ba chủ đề này chỉ là một chủ đề mà thôi. And we all, you and me, we all servant of Christ. Tôi và quý vị, tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Đức Chúa Jesus Christ. We are all obligated to obey his word or his command. Cho nên chúng ta đều buộc phải vâng theo những lời dạy dỗ và những mạng lệnh của Ngài. So that Jesus commanded us that go into the whole world and preach the good news, not only to your neighbors, but to all creation, in other words, all human being in the whole world. Và Chúa Giêsu nói rằng hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành không phải chỉ cho những người lân cận hàng xóm láng giềng của con, mà phải giảng tin lành cho tất cả mọi người trên thế giới này. So you and me, our most important ministry or mission is evangelism. Cho nên cái chức vụ quan trọng nhất đối với chúng ta, đối với tôi và quý vị, đó là truyền giảng tin lành. In other words, evangelism is our work, you and my obligation or our work. Nói cách khác, truyền giảng là công tác của chúng ta bị bắt buộc phải thực hiện công việc này. When Jesus says go into all the world, means we, you and me, we are supposed to go. Cho nên khi Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian, thì tôi và quý vị, chúng ta cần phải đi. I don't mean we have to go overseas or for other nation, other countries. Tôi không có ý nói rằng chúng ta bắt buộc phải đi ra hải ngoại hay là một quốc gia nào khác. When Jesus says go means don't stay where you are, don't stay there only. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói rằng hãy đi, có nghĩa là Chúa muốn nói là đừng có tiếp tục ở tại mà nơi mà các ngươi đang ở. Because Jesus, we believe Jesus is our God, the Creator. Bởi vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Chúa, là đấng tạo hóa của chúng ta. He did not have to come down to this world as a human being, human form. Ngài không phải buộc phải đến thế giới này trong hình hài một con người. But he came down means he went, he came down from heaven to save us. Nhưng mà Ngài đã từ thiên đàng xuống thế giới này để cứu chúng ta. So throughout his life, Jesus was, he kept moving for 3 years of, you know, his ministry life. Và trong suốt 3 năm thi hành chức vụ của mình thì Chúa Giêsu liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác. In fact, he was moving day and night. Và thậm chí là Chúa đã di chuyển cả ngày lẫn đêm. Why? Because Because he loved traveling or what? He was going out. No. Tại sao vậy? Có phải là Chúa thích đi lại không, di chuyển không, hay là Chúa chỉ muốn đi ra ngoài thế thôi? Không, không phải như vậy. He knew his time was limited. He wanted to use his time
effectively as much as he can. Vì Ngài biết rằng thời gian của Ngài rất là hạn chế, cho nên Ngài muốn tận dụng tối đa cái quỹ thời gian của mình có khi Ngài còn sống ở trên đất này. If we see the Bible, apparently Jesus was visiting villages to villages and towns to towns, and mostly he just like his heal, he was healing the sick people. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu đi từ thành này qua thành khác, làng này qua làng khác, và Ngài đã gặp gỡ rất nhiều người, chữa lành cho nhiều người. But there was healing of human physical sickness. There was not his the main ministry. Nhưng mà cái việc mà chữa lành về thuộc thể cho người ta, nó không phải là cái chức vụ chính của Chúa Giêsu. He preached the good news to trái lại, all people. Chức vụ chính của Ngài là rao giảng phúc âm, rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người. As he came down from heaven and he asked us to go out. Rồi Chúa đã từ trời đến thế gian và Ngài cũng kêu gọi chúng ta là phải ra đi. So when we send missionaries to overseas, or when we living in this world as a Christian, our prime work or our purpose of our life to proclaim the good news, which is gospel. Cho nên khi chúng ta sai phái một giáo sĩ đi ra, hay là khi chúng ta là những cơ đốc nhân sống ở giữa thế gian này, thì cái nhiệm vụ hay là công tác chính yếu của chúng ta là rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu. That's why when we say Christians, every Christian, they have the same obligations. What? That is, we have to become an evangelist. Cho nên là một cơ đốc nhân thì mỗi chúng ta đều bị bắt buộc phải trở thành những nhà truyền đạo. Evangelist means people who are preaching the gospel. Nhà truyền đạo có nghĩa là gì? Nhà truyền đạo có nghĩa là người đi giảng tin lành, đơn giản như vậy thôi. So when Jesus says you must go out means you cannot stay at your home. Cho nên khi Chúa nói rằng các ngươi phải ra đi, thì điều đó có nghĩa là tôi và quý vị không thể cứ ngồi ở nhà mình được. So especially like country like Vietnam or country like Korea, which were before were non-Christian country. Đặc biệt là Việt Nam hay là Hàn Quốc vốn là những nước trước đây nó không phải là những đất nước Cơ Đốc. Before the gospel reached our nation. Trước khi mà phúc âm đến với đất nước của chúng ta. We were living in the darkness where there was no truth, no good news. Tất cả chúng ta đều sống ở trong tối tăm, không có lẽ thật, không hề có tin mừng. But some people left their home country and their family and they came all the way to Korea, all the way to Vietnam and they preached the good news to us. Nhưng mà vì đã có những con người đã rời bỏ quê hương, rời bỏ gia đình của mình để trải qua một quãng đường rất dài đến với Hàn Quốc, đến tại Việt Nam để rao giảng tin lành cho chúng ta. So that's why when we say evangelist or mission or missionaries work is going out and going to the people where the people are. Cho nên khi chúng ta nói về truyền giáo hay là truyền giảng tin lành hay là giáo sĩ thì có nghĩa là chúng ta phải rời khỏi cái nơi của mình để đi đến với cái chỗ mà người ta đang sống. And that's why, especially when we send out missionaries to other nations. Đó là lý do mà chúng ta cần phải sai phái giáo sĩ đến với những dân tộc khác. So evangelism experience is very, very crucial. Cái kinh nghiệm truyền giảng nó là điều hết sức quan trọng. Evangelism, of course, well, we can evangelize at home, but basically, let's say if you are supposed to go into a certain place, a new country, that is start from strict evangelism. Khi quý vị đến với một số nước khác thì quý vị có thể thấy những cái hình ảnh là truyền giảng ở trên đường phố. And that's why. Like we call this, this is street evangelism. Đây là cái hình ảnh được chụp khi người ta truyền giảng trên đường phố.
Christian people, they are not all missionaries. Christian people, they just go out on the street or even to strangers' place and then they share the good news. Đây là những con dân của Chúa, người ta đi ra những con đường và những nơi mà xa lạ để mà người ta chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu. Sometimes on the street. Đôi khi họ chia sẻ trên đường phố. Sometimes at their working place. Đôi khi họ chia sẻ trong nơi làm việc của mình. Sometimes to their neighboring house, neighboring people, neighbors. Đôi khi người ta chia sẻ với những người hàng xóm láng giềng của mình. And we know the street evangelism or approaching to some other person in order to share the good news. That is not easy in a sense. Và đôi khi thì cái việc mình ra đường phố, mình tiếp cận với người ta để truyền giảng tin lành, nói về Chúa Giêsu, đó không phải là công việc dễ dàng. Basically, human being, you know, we other words, non-believers, they are not fond of listening the word of God. Bởi vì nhìn chung thì con người ta đó, người ta không có, có xu hướng chung là không có, có thích là nghe lời của Đức Chúa Trời. Their characters is a opposite, you know, against the good news. Cái bản chất của con người đó là thường chống lại tin mừng của Chúa Giêsu. But that's why when we go out, country like Vietnam, there are only, you know, limited place that Christians are existing. Most of Vietnam are non-Christian, you know, areas. Going to them and approaching to them is not easy. Cho nên khi mà đến với những cái nơi mà như là Việt Nam, nơi mà có rất ít người tin Chúa, đến với những người chưa tin Chúa tại đó để chia sẻ phúc âm cho họ, thì đó không phải là việc dễ dàng. Basically, people, they don't want to listen this good news. Even if this is good news, but they don't want to listen. Bởi vì về cơ bản thì con người không có muốn nghe tin mừng, mặc dù đó thực sự là tin mừng. I don't know whether you have that kind of experience when you go out to preach on the street. Most people, they don't want to listen. Tôi không biết quý ông bà anh chị em đã có cái trải nghiệm đó hay chưa. Tức là khi quý vị ra ngoài đường phố để chia sẻ về Chúa thì đa số người ta không có quan tâm gì hết, không có lắng nghe mình. Lots of rejection or despising, and you know, they don't want to listen. Even nowadays it's more. Cho nên chúng ta có thể bị người ta coi thường, bị người ta khước từ vì người ta không có muốn nghe. Like myself or like Nyat, you know, as a Koreans or Vietnamese, we have some kind of experience, you know, to share good news to non-believers. Đối với tôi hay là thầy Nhật là người Việt Nam thì chúng ta có kinh nghiệm là chia sẻ tin lành cho những người chưa tin Chúa. Like my age or like my time, people, most Korean people in Korea, we had a loss of experience to go out, do the street evangelism. Đối với những người ở trong độ tuổi của tôi ở tại Hàn Quốc thì chúng tôi có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong việc đi ra ngoài đường phố và chia sẻ phúc âm của Chúa. No matter whether the person, the evangelist is a man or a woman or adult or young, we didn't care. But anyway, we all, you know, obligated to go out and to share good news to people on the street. Tất cả chúng tôi dù là già hay là trẻ, nam hay là nữ thì chúng tôi đều cảm thấy mình bị bắt buộc phải đi ra ngoài đường để mà chia sẻ về Chúa cho người khác, những người chưa tin Chúa. I remember, you know, my teenager time, that time I started to go to church. Sometimes as a church programs, all teenagers, youth, they you know, push to go out to the street and do the evangelism on the street. Cho nên tôi nhớ lại khi tôi còn là vào độ tuổi thiếu niên thì chúng tôi đến hội thánh thì tất cả những người ở trong tuổi thiếu niên đều bị đẩy ra ngoài đường để mà đi ra và chia sẻ phúc âm cho người khác. My experience when we were supposed to go out first time, quite we were so much hesitated to approach to the people.
Cho nên theo kinh nghiệm của tôi thì ngay cái lúc đầu khi mà mới bắt đầu cái việc mà ra ngoài đường phố để chia sẻ phúc âm thì chúng tôi rất là phân vân lưỡng lự, không muốn tiếp cận người ta, không muốn làm cái điều đó. But I had to, we had to go out and approach the people on the street. Nhưng mà chúng tôi phải đi ra ngoài đường và phải tìm cách để tiếp cận người khác. That actually, that helped me a lot when I became a missionary. Và cuối cùng thì những cái kinh nghiệm đó nó đã giúp đỡ cho tôi rất là nhiều khi mà tôi trở thành một giáo sĩ. It's in a sense, it's very unfortunate. Now there's not many Korean church. They push their young people or they push their members to go on the street and do the spirit evangelism. Nhưng mà thật không may là ngày hôm nay thì không có nhiều hội thánh người Hàn Quốc ở tại Hàn Quốc. Người ta giống như là đẩy những tín đồ của mình, đẩy những thành viên hội thánh của mình phải đi ra ngoài đường phố để mà truyền giảng phúc âm như ngày trước. Even some people, they were sent as a missionary to overseas. But frankly speaking, they didn't have experience to do evangelism at home. Cho nên có một số người thậm chí họ đã được sai phái đi đến những quốc gia khác để làm giáo sĩ, nhưng mà thực ra họ chưa có những cái kinh nghiệm ở trong việc truyền giảng tin lành ngay tại chính quê hương của họ. So like when nowadays we are recruiting quite large numbers from Northeast India. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã tuyển mộ rất là nhiều giáo sĩ đến từ cái khu vực Đông Bắc của Ấn Độ. They are nice, well-prepared missionary candidate, missionary materials. À, họ là những cái ứng viên giáo sĩ rất là tuyệt vời, rất là tốt. But one area we found that was lack. Nhưng mà chúng tôi phát hiện ra là có một cái lĩnh vực, có một cái khía cạnh đã bị thiếu ở trong cái đời sống của những người này. Because they were living in a Christendom, which means most of their people, they are believers. Bởi vì họ sống ở trong một khu vực cơ đốc, nơi mà hầu hết là những người chung quanh họ là cơ đốc nha, người tin Chúa. Their towns or their cities or their clans or their tribal, they're all believers. Cái thành phố của họ, cái thị trấn của họ hay là thậm chí là cái bộ tộc của họ đều tin Chúa rất là nhiều. So because of that, they did not have an opportunity to go out and to approach to the non-believers as a evangelism work. Chính vì thế mà họ không có những cơ hội để đi ra và tiếp cận những người chưa tin Chúa để thực hiện cái công việc truyền giảng tin lành. So that's why we realized from this time or recently we realized, okay, before we send them to overseas, we need to give them some kind, we need to push them some kind of evangelism experience on the street or onto other, you know, non-believers. Chính vì vậy mà gần đây thì chúng tôi đã nghĩ đến một cái việc là trước khi chúng tôi sai họ đến những cánh đồng truyền giáo ở những nơi khác thì chúng tôi phải có một số cái kiểu như là phải đẩy họ đi ra để mà họ có thể thực hiện những cái công việc truyền giảng tin lành, để có những kinh nghiệm trong việc chia sẻ tin lành ở trên đường phố hoặc là đấy một cái khu vực nào đó. So, as Jeff, in the beginning, Jeff introduced me that we, my wife and my family, we were sent to West Africa, small country called Gambia. Như mục sư Jeff đã giới thiệu tôi trong phần đầu, thì tôi và vợ tôi đã được Chúa sai phái đến một quốc gia nhỏ bé ở tại Tây Phi là Gambia. So the Gambia is a national whole population. 90% of the populations they were Muslim. Đây là một đất nước mà 90% dân số là người Hồi giáo. And it's small, very poor country in a sense. Và đây là một quốc gia rất là nghèo. And all my family, we were sent there as a missionary. Và cả gia đình của chúng tôi được sai phái tới đó để phục vụ Chúa như là những giáo sĩ. And of course, the living in Africa is not easy. It was quite challenging in many ways. Thực tế là cuộc sống ở tại châu Phi thì nó rất là khó khăn và thách thức ở trong rất nhiều phương diện. But one thing in my heart always is compelling is how do I approach to these people, Muslim people? How do I share good news with them? Nhưng mà trong lòng tôi thì thực ra luôn luôn có một cái sự thúc đẩy là làm thế nào để tôi có thể chia sẻ tin lành, làm thế nào để tôi có thể tiếp cận những người Hồi giáo đang sống ở tại đây. So my God is my witness. I know that I
whoever I met, mostly we approach, we had a kind of good relationship with the local youth, young people, and then we went to their place and they came to my place. We, you know, mingled together and we moving together. There was our like ordinary life. À, thật ra thì tôi có rất là nhiều cơ hội để làm quen, để có mối liên hệ với những người trẻ ở tại khu vực đó. Tôi đến nhà của họ rồi họ đến nhà của tôi. Chúng tôi có nhiều thời gian để mà nói chuyện, để mà hàn huyên với nhau. Nhưng mà thực tế là nó giống như là một cái cuộc sống bình thường vậy thôi. You know, the people, that's why whenever I sit down, whenever I met the local people, without fail, I start to make a friendship. And then automatically I share good news to them. Cho nên bất kể khi nào mà tôi gặp một người nào đó, tôi rất là mạnh dạn, không có sợ hãi gì hết, thiết lập mối liên hệ với họ và rồi một cách tự nhiên tôi bắt đầu chia sẻ về phúc âm cho họ. It was in a sense, it was obligation to me. There was no excuse. I was there as a missionary to share this good news to these people. Cho nên trong một cái ý nghĩa thì giống như đó là một cái sự bắt buộc đối với tôi. Tôi được sai phái tới đó để làm một giáo sĩ, thì cái trách nhiệm của tôi, cái sự bắt buộc của tôi là phải nói về Chúa Giêsu, nói về phúc âm của Ngài. I mean, this story I shared quite too many occasions about this man. His name is Lamine Touré. Tôi đã chia sẻ về cái người này trong nhiều nơi mà tôi đi đến. Anh ta tên là Lamine Touré. Yeah, he was Mandingo tribe. Ông đến từ cái bộ tộc Mandingo. Mandingo tribe means that the major tribe of Gambian people, and then one of the most strong Muslim tribe. Và cái bộ tộc Mandingo này là một bộ tộc lớn của Gambia, và đây là một bộ tộc mà rất là nhiều người tin vào Hồi giáo rất là mạnh. And he, when we came to that place, of course we could communicate in English, but we had to learn one of the local language, which was Mandinka. Khi mà tôi đến đó thì mặc dù chúng tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi phải học ngôn ngữ của người địa phương là Mandinka. And he was sent to us from our mission because he was the Mandinka teacher for all new missionaries come in. Và những người trong đội truyền giáo của tôi tại đó đã giới thiệu cho tôi cái người giáo viên dạy tiếng Mandinka này, bởi vì anh ta đã từng dạy cho rất nhiều những giáo sĩ mới đến ở tại Gambia trước đó. As we see him, he looked quite a stern face. Cho nên khi mà lần đầu tiên mà tôi gặp anh ta thì gương mặt của anh ta rất là lạnh lùng như thế. He's much much younger than myself, but he pretended he's a very very, you know, powerful teacher. He behaved like that. Thực ra anh ta nhỏ tuổi hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà lúc đầu gặp là anh ta làm ra vẻ rất là nghiêm trọng như vậy, làm ra vẻ như là một người giáo viên dạy tiếng Mandinka rất là có tiếng tăm ở đây. So he gave us home assignment, then following day he checked. If we didn't, he was very, you know, rebuking us. I told you to memorize 20 vocabulary, but you only memorize 15. So he was like a very strong teacher to us. Cho nên mỗi ngày học xong thì anh ta cho chúng tôi bài tập về nhà. Và ngày hôm sau mà khi chúng tôi đến trả bài thì thường thường anh ta rất là hay là la lối của trách chúng tôi. Tại sao là tôi cho ông 20 từ vựng mà ông học chỉ có được có 15 từ thôi. Anh ta làm ra như vậy là một người giáo viên rất là nghiêm khắc. You know, he said he was teacher. We were students. So teacher has to be respected. So whenever we sat before him, we were a bit, we just like a student. He was like a, you know, he behaved like a teacher. Thực ra thì trong phương diện thì anh ta là giáo viên, còn chúng tôi là thầy, thì chúng tôi là học trò thôi. Cho nên học trò thì phải tôn trọng thầy. Cho nên khi mà ngồi lại học với nhau thì đôi khi anh ta hành xử giống như thực sự là giống như một người thầy vậy đó. So from the beginning of our meeting with him, I asked him, you know, cautiously,
Lamin, are you Muslim? He said, nên, of course I am. Cho nên trong lần mà gặp gỡ đầu tiên thì tôi có chủ đích, tôi hỏi anh ta một cái câu hỏi là Lamin, anh có phải là người Hồi giáo không? Và anh ta trả lời, dĩ nhiên tôi là người Hồi giáo. He said, of course I'm a Muslim and all my family they are Muslims and all my my grandfather and all my the siblings they are all Muslims. Anh ta nói rằng tôi là người Hồi giáo và gia đình tôi, họ hàng của tôi, anh em tôi giống như là người Hồi giáo cả, Hồi giáo dòng đó, đạo dòng. But in my heart, that's kind of burning obligation. Wow, I need to share this man too about the good news. Nhưng mà trong lòng tôi có một cái sự dục dã, tôi cảm thấy mình bị bắt buộc là phải chia sẻ về phúc âm của Chúa cho cái người thanh niên này. But he looked so stern to approach to him, you know, to share good news. Cho nên khi mà tiếp cận anh ta thì anh ta làm ra vẻ rất là lạnh lùng, cho nên khó để mà có thể mở miệng lắm chia sẻ về Chúa. But as time passed, I could not stop myself of sharing good news to him. Nhưng mà khi thời gian trôi qua thì tôi không thể ngừng lại cái việc là phải nói về Chúa Giêsu cho anh ta được. So after a while, one day after we had a Mandinka class, so we were about to, you know, leave. I asked him, Lamin, would you please listen to me? Cho nên một ngày kia thì sau khi mà chúng tôi kết thúc cái buổi học thì trước khi rời đi chia tay nhau thì tôi mới nói rằng Lamin, anh có thể ngồi đây và nói chuyện một tí được không? I approached, well, I have very serious talk to you. So please bear with me whatever I share. Tôi nói rằng tôi có một cái điều rất là nghiêm túc muốn chia sẻ với anh. Cho nên xin vui lòng là ngồi và anh lắng nghe tôi chia sẻ. He said, okay, go ahead. Và anh ta nói rằng, vâng, ông cứ nói đi. So we sat again and I start to share about Jesus Christ. Và rồi chúng tôi ngồi và tôi bắt đầu nói về Chúa Giêsu. The purpose I'm here living in this country and the purpose I'm learning Mandinka, there's all one purpose to share Jesus, good news of Jesus Christ with you people. Tôi nói rằng cái lý do mà tôi đến đây để sống ở đây, lý do mà tôi học tiếng Mandinka của anh là chỉ có một thôi, đó là tôi muốn nói về Chúa Giêsu cho dân tộc của anh. I shared about 10 minutes to him. Tôi dành khoảng 10 phút như thế để nói về phúc âm cho anh ta. He was just listening as if he knew everything. He was just listening and looking, you know, the other directions, but he was listening to me. Anh ta lắng nghe nhưng mà mắt thì không nhìn vào một cái hướng khác và làm ra vẻ như là mình biết hết rồi. But there was no comment at all from him. No what? No comment. Nhưng mà anh ta không có đưa ra một cái lời phản hồi gì hết, không lời nhận định gì hết sau đó. And we departed next day after the session, I did again. Và rồi sau đó chúng tôi chia tay ra về. Và ngày hôm sau, sau cái buổi học thì tôi lại làm một lần nữa như thế. Following day, after the session, I shared again. Và rồi ngày hôm sau nữa, thì sau giờ học thì tôi làm một điều tương tự. It became like my session after his Mandinka session. So every day Mandinka session is over, there is my session I shared to him around 10 minutes about Jesus Christ. Cho nên nó giống như là theo một cái, nó hình thành một cái thông lệ là anh ta có một khoảng thời gian dài tiếng Mandinka cho tôi và sau đó thì đến phần của tôi là có 10 phút để chia sẻ về Chúa Giêsu cho anh ta, cứ lặp đi lặp lại như thế. And I don't remember exactly, but anyway, 2-3 weeks later, it was same day, like the same way before, as before I did. After I had the Mandinka session, and then I shared about Jesus Christ to him. Cho nên tôi không nhớ là bao lâu, nhưng khoảng từng 3 tuần sau đó, cứ sau mỗi cái lần mà anh ta dạy tiếng Mandinka cho tôi, thì tôi chia sẻ về Chúa Giêsu cho anh ta. When I finished my sharing, và khi tôi kết thúc cái phần chia sẻ của mình, suddenly he stared at me. Thì đột nhiên anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
And he said, he called me Mr. Yu. He said, Mr. Yu. Và anh ta nói với tôi rằng, ông Yu. I said, yes, Ramin. À, tôi nói rằng, vâng, thưa anh Ramin. He was quite stunned face. He said, Mr. Yu, do you not know that I'm a Muslim? Cho nên với gương mặt rất là lạnh lùng, anh ta nói với tôi rằng, ông Yu, ông có biết tôi là người Hồi giáo không? Did you not know that all my people they are Muslim? À, không phải là ông không biết là tất cả những người mà sống ở chung quanh đây là đều là người Hồi giáo cả sao? Did I not tell you that I'm a Muslim? Chẳng phải là tôi đã nói với ông là tôi là người Hồi giáo hay sao? It was a quite embarrassing question. Of course, Ramin, you did. Yes, of course, you're Muslim. Và tôi cảm thấy khá là bối rối. Và tôi nói rằng, vâng, dĩ nhiên tôi biết anh là người Hồi giáo. Then he said, well, have I ever asked you to become Muslim? Thế thì anh ta mới nói tiếp là, thế thì có bao giờ tôi đề nghị ông phải trở thành người Hồi giáo chưa? Have I ever asked you to persuade you to convert from Christianity to Islam? Có bao giờ tôi thuyết phục ông là phải cải đạo từ Cơ Đốc giáo sang Hồi giáo chưa? I said, no, Ramin, never you did, never you did. Và tôi nói rằng chưa, anh chưa bao giờ làm điều đó cả. Then he said, why do you try to convert me? Và rồi anh ta nói rằng, thế thì tại sao ông nỗ lực là cải đạo tôi? It's insulting my belief. Tại sao ông cố tình là sỉ nhục cái niềm tin của tôi? It's insulting my Muslim faith. À, sỉ nhục cái đức tin Hồi giáo của tôi. Would you please stop it? Cho nên ông có thể vui lòng là đừng có nói nữa được không? Dừng lại, không nói nữa. Why? It was really embarrassing. Và thực tế là, thưa quý vị, nó rất là xấu hổ. I never expected that young man responded like that. Tôi chưa bao giờ kỳ vọng là một người thanh niên trẻ tuổi có thể là đáp ứng một cách như vậy. I thought he was listening my sharing. Tôi tưởng là anh ta lắng nghe những lời tôi chia sẻ rất là chăm chú. So I said, oh, Ramin, oh, I'm so sorry if I disturbed you. I'm so sorry. Và tôi nói rằng, thôi Ramin, tôi rất là xin lỗi nếu như tôi đã làm cho anh khó chịu. So that day, the session was over. Cho nên trong cái ngày hôm đó thì cái là buổi gặp nó kết thúc ở đó. And the next day, we went again for the Mandinka lesson. Và ngày tiếp theo thì chúng tôi lại gặp nhau để học tiếng Mandinka. After 1 hour, his lesson, it was my turn to share. Và sau 1 tiếng, anh ta dạy tôi cái bài học thì tới phần tôi để chia sẻ. But I had two-minded. Wow, yesterday he was so upset, so angry with me. Today, I better not say. Nhưng mà rồi lúc đó tôi nghĩ, ồ, ngày hôm qua mình chia sẻ thì anh ta rất là tức giận. Cho nên but my heart was burning. Why can't? Why are you so afraid? Go ahead. But on the other hand, well, today if I share again, he will angry with me really. Cho nên trong đầu của tôi nghĩ là thôi, có lẽ chắc mình không có nói nữa. Nhưng mà thực ra trong lòng của tôi thì cứ dục được thúc dục là phải nói về Chúa Giêsu tiếp tục cho anh ta. Nhưng mà trong lòng thì trong trí thì suy nghĩ của mình thì có vẻ là lo ngại. So I lost my courage. Và tôi mất đi cái sự can đảm của mình. And for a couple more days, I had a struggle in my heart, and then consequently I couldn't do it for 2 or 3 days. Và rồi trong 2-3 ngày sau đó thì tôi không thể nói về Chúa và phúc âm của Chúa như tôi đã từng làm trước đây, và trong lòng tôi cảm thấy rất là khó chịu. And following week. Và trong cái tuần sau đó, I said, well, I talked to myself, you have to come this country to evangelize people. In a sense, he is the nearest person at this moment. If you keep silent, what about others? Và rồi sau đó thì có tiếng nói với tôi ở trong lòng của mình, đó là ngươi tới đây để mà làm giáo sĩ, để chia sẻ phúc âm cho người dân ở đây. Trong khi cái anh này á, là người gần gũi nhất với người cho đến từ lúc này. Mà bây giờ người không nói được thì những người khác thì sao nói đây?
So obviously that day I could not concentrate on learning Mandinka lessons. Glory in my heart after this session, should I share, should I approach him again or not? I was struggling all the session. Cho nên thực ra trong cái buổi học và hôm đó thì tôi không có tập trung gì vào việc nghe anh Lamin này dạy tiếng Mandinka cả. Vì trong lòng tôi có một sự tranh chiến rất là lớn là liệu sau khi anh ta dạy xong thì tôi có nên tiếp tục nói về Chúa cho anh ta hay không. So as usual his session was over. Và như thông lệ thì cái phần của anh ta kết thúc. So we were about to depart. Và chúng tôi chuẩn bị để chia tay. Then I said, Lamin, excuse me. Và nhưng mà rồi tôi nói rằng xin lỗi Lamin. I said, Lamin, please forgive me if I disturb you again, but I cannot stop today. Xin lượng thứ cho tôi nếu mà tôi làm anh khó chịu một lần nữa, nhưng mà tôi nói thật là tôi không thể nào dừng lại được. He was quietly listening. You know, he knew what I was going to say. Và anh ta làm ra vẻ lắng nghe vì anh ta biết là cái chuyện gì nó sẽ sắp sửa xảy ra tiếp. So I shared to him from my heart. I mean, as we are almost, you know, different nations, different religion, but I cannot stop sharing good news to you. À, và rồi tôi dốc đổ tấm lòng của mình với anh. Tôi nói rằng Lamin, chúng ta là khác nhau về sắc tộc, khác nhau về tôn giáo, nhưng mà tôi không thể nào không chia sẻ cái niềm tin của mình, cái tin mừng của mình với anh. From that day, I start to share to him about Jesus Christ again. Và rồi kể từ ngày đó thì tôi bắt đầu nói về Chúa Giêsu cho anh ta trở lại. You know what happened? Quý vị biết điều gì xảy ra không? A strong Muslim man. Một người Muslim, một người Hồi giáo rất là mạnh mẽ. He converted. Anh ta đã quyết định tin nhận Chúa, cải đạo sang Cơ Đốc giáo. And he became my translator. Và anh ta trở thành người thông dịch cho tôi trong việc giảng dạy lời Chúa. Because my Mandinka was not sufficient to preach. Bởi vì lúc đó thì cái tiếng Mandinka của tôi nó chưa đủ để tôi có thể giảng dạy bằng tiếng ngôn ngữ Bản Địa. So that's why when I preach sermon in English, he was the Mandinka interpreter. Cho nên khi tôi giảng trong tiếng Anh thì anh ta là người phiên dịch cho tôi ra tiếng Mandinka. Every Sunday when I went to prison and he accompanied me and he interpreted for me. Và cứ mỗi chủ nhật khi tôi đi giảng tại một khu vực nào đó thì anh ta lại đi với tôi và phiên dịch cho tôi. He became very very helpful, you know, co-workers with me. Và anh ta trở thành một người cộng sự rất là ích lợi cho tôi. And as I said, we've been moving with these young people. Và như tôi đã nói, tôi dành nhiều thời giờ gần gũi những người thanh niên trẻ này. Eating together. Ăn với họ. Laughing together. Rồi cười với họ. Playing together. Chơi với họ. And reading the Bible together. Và rồi cùng đọc Kinh Thánh với họ. Of course, most of them, they are Muslims, but we invite them to my house. Dĩ nhiên là hầu hết những người này là Hồi giáo, nhưng mà chúng tôi mời họ đến nhà của mình. Every occasion, every opportunity was given, there was my job to sit down with them and to read the Bible and to share about good news. Cho nên bất kể là ở nơi đâu, bất kể là được có cơ hội nào, thì cái sự bắt buộc của tôi, cái nghĩa vụ của tôi là phải ngồi và nói về Chúa Giêsu cho họ. It was my heart, it was my burden. That reason I was there to share, to preach good news to these people. Đó là cái tấm lòng của tôi, đó là cái gánh nặng của tôi khi tôi biết rằng tôi ở đó là để cho phục vụ cho mục đích là giảng tin lành cho dân tộc đó. And you see the just in front of me, the Lamin who is sitting in front of me. Quý vị có thấy cái người mà ngồi ngay trước tôi không? Lamin. Wow. And then automatically by doing this evangelism in Muslim country. Và một cách tự nhiên á, khi mà tôi làm công tác truyền giảng tin lành
chia sẻ phúc âm cho những người Hồi giáo này. I felt sense to have a Sunday gathering in terms of Sunday service together. À, thì tôi cảm thấy rằng bây giờ mình cần phải có một cái buổi nhóm lại vào Chủ nhật để thờ phượng Chúa. So the, through evangelism, some of Muslim young people they responded positively. Thông qua việc tôi chia sẻ tin lành thì một số người Hồi giáo trẻ đó họ đã đáp ứng một cách tích cực. So we could not build a church, you know, because Muslim country, you know, the openly, but we opened church in my sitting room. Cho nên ở trong cái đất nước Hồi giáo này thì chúng tôi không được phép mở hội thánh một cách công khai, nhưng mà chúng tôi đã thành lập một cái hội thánh nhóm lại ở trong cái phòng khách của gia đình tôi, nhà tôi. And I invited all the young people whom I evangelized, whom I preached, even though they are not believers, but they just came to my house on Sunday. Tôi mời tất cả những người trẻ tuổi, những người mà tôi đã chia sẻ tin lành, đã giảng cho họ nghe, và có những người họ chưa tin nhận Chúa nữa, nhưng mà tôi vẫn mời họ tới để nhóm ở trong nhà của tôi. As I said, of course, not all of them are believers. Tôi đã nói rằng không phải tất cả những người đó đều đã là tin nhận Chúa. But they came. Nhưng mà họ vẫn đến. And they listened. Và họ nghe. Then this church, they build their own church by themselves. Church building. Và đây là cái hội, cái nhà thờ mà họ đã tự làm, tự xây dựng. And now this church is one of the leading churches in the Gambia, Muslim country. Và đến ngày hôm nay thì cái hội thánh này là một trong những hội thánh gọi là dẫn đầu ở tại Gambia, một đất nước Hồi giáo. Can you see this is the one young man who was sitting by me? Chị em có thấy một người trẻ đang ngồi ở bên cạnh tôi không? That time, there was no music instrument at all. Hồi đó thì không có cái âm nhạc gì hết, không có đàn, không có có nhạc cụ gì cả. So when we went to Africa, we had a small keyboard like a toy for my girls. You know, that much small toy, you know, keyboard we had. Cho nên khi chúng tôi đến ở tại cái châu Phi này thì chúng tôi mang theo một cái đàn nhỏ nhỏ giống như là đồ chơi của con tôi vậy đó. So I talked to him, okay, can you play this keyboard music? Nhưng mà tôi nói là với người thanh niên đó là em có thể đàn cái đàn này được không? So he was so curious to play and with that keyboard. I mean, he played with the keyboard every day and he get to know how to play even though he doesn't know the music note. Rồi anh ta bắt đầu tập đàn tự đàn mỗi ngày như vậy. Và anh ta cuối cùng anh ta đàn được cho dù anh ta không có đọc được cái nốt nhạc. You know what happened? Quý vị biết điều gì xảy ra không? The person in circle, he is the one of the top leaders among all evangelical church of the Gambia. He was pastor, he was a president of ECG, and wow. Và quý vị thấy cái người ở trong cái vòng tròn này này, anh ta bây giờ là mục sư và là lãnh đạo là cấp cao ở tại trong hội thánh tin lành tại Gambia. And we planted second church with the young people in our study library hall. Và rồi chúng tôi đã mở được một cái hội thánh tiếp theo nữa ở trong cái khu vực lân cận. The reason we opened the library, study library, to make a contact with the young people and to have a chance, to opportunity to evangelize, preach to them. Xin lỗi, chúng tôi mở một cái hội thánh thứ nhì là trong một cái thư viện mà chúng tôi xây dựng nên. Mục đích chúng tôi xây dựng cái thư viện này là để cho có cơ hội để tiếp cận với những người trẻ tuổi ở trong khu vực đó. So on Sunday, we invite them to our small library study rooms and then we did the Sunday service with them. Cho nên mỗi Chủ nhật thì chúng tôi gặp nhau ở trong cái phòng nhỏ của thư viện đó và rồi có thời giờ để thờ phượng Chúa với nhau. 20 years passed. 20 năm rồi qua. Now, this is the church. Thì cái hội thánh mà nhóm lại trong cái thư viện đó nó trở thành một hội thánh. The small and the boys and girls church now become
like their church. Những cái hội thánh ở trong thư viện với những chàng trai, những cô gái nhỏ tuổi đó đã trở thành cái hội thánh Welling Garage Church như ngày hôm nay quý vị this thấy. This man, his name Ibrahim Sane. He was a strong Muslim Mandinka. Cái người đàn ông này là Sane, anh ta cũng là một người Hồi giáo rất là mạnh mẽ. In a sense, he was a gardener in our center. Anh ta được chúng tôi mướn để làm vườn ở trong cái trung tâm của chúng tôi. And he lived nearby, you know. So anh ta sống cạnh cái trung tâm này. I encourage him to start small, you know, the local people group like this. Và rồi tôi đã khích lệ anh ta là bắt đầu nhóm hiệp lại một cái nhóm nhỏ những người mà hàng xóm láng giềng của mình như trong cái hình này. I encourage him to have a Sunday meeting with them. Và tôi khích lệ họ là hãy dành mà mỗi ngày Chủ nhật là có một cái buổi nhóm trong nhóm nhỏ đó với họ. Of course, initially, none of them are believers. Và dĩ nhiên không phải tất cả những người mà tham gia nhóm hiệp trong nhóm nhỏ đó vào Chủ nhật là những người đã tin Chúa. Even this man, he was not a believer at that time. Và ngay cả cái người này này, lúc bấy giờ thì anh ta cũng chưa tin Chúa nữa. I said, well, anyway, can you invite local people in your house? We can make a, you know, Sunday meeting together, which was to me, it was like Sunday service. Nhưng mà tôi lúc đó anh chưa tin Chúa, nhưng mà tôi nói với anh là anh có thể vui lòng là nhóm tập trung một số người hàng xóm bạn bè của anh lại trong nhà của anh vào Chủ nhật được hay không, để chúng ta có một buổi gặp nhau. Và thực ra trong cái ý của tôi trong đó là thực ra cái buổi gặp đó là cái buổi thờ phượng Chúa đó. People started to come to his house. They didn't know what happened, but anyway, he invited people to come. Nhưng mà anh ta làm theo như vậy, cứ mỗi tuần như thế vào Chủ nhật thì anh ta mời người tới nhà của mình. So every Sunday I went. Và mỗi Chủ nhật thì tôi cũng tới cái nhà của anh ta. And then I preach the good news to those people. Và tôi bắt đầu giảng tin lành cho những người này. You know what happened? Quý vị biết điều gì xảy ra không? 22 years passed. Sau 22 năm. This is the church 2021. Đây là cái hội thánh Talindin sau 22 năm. Từ cái hội thánh mình trong nhà đó. The Mr. Gardener, this man, now he became a pastor, ordained pastor, and he is in charge of our clinic chaplain. Và cái anh làm vườn Sane này, bây giờ anh ta trở thành một mục sư được phong chức và chịu trách nhiệm là làm mục sư tuyên úy cho cái phòng khám của chúng tôi ở tại đó. And 100 patients are coming in the waiting hall in our clinic. Có hàng trăm bệnh nhân đến và ngồi đợi ở trong cái phòng chờ tại phòng khám bệnh của chúng tôi. Every day in the waiting hall, Pastor Ibrahim Sane came to there, went to there, and then preached to the all non-believing Muslim people about Jesus Christ. Cho nên mỗi ngày khi mà người bệnh đến khám bệnh và trong lúc họ đợi ở tại cái phòng đợi đó, thì mục sư Ephrema Sane, ông đến và ông giảng về Chúa Giê-xu cho những người dân đó. So evangelism goes, next stage of evangelism is a church planting. Cho nên cái công tác truyền giảng tin lành nó đi trước và tiếp theo đó nó sẽ là việc mở mạng hội thánh. And the church planting to mission mobilizing, other words, mission planting. Và rồi từ công tác mở mang hội thánh, nó sẽ dẫn đến cái chuyện là huy động truyền giáo, tức là gọi là gieo sứ mạng ra. I shared about his story even in my book. Tôi đã chia sẻ cái câu chuyện này ngay cả trong quyển sách của tôi. His name is Mohammed Dafe. Anh ta tên là Mohammed Dafe. He was Mandinko man, strong Mandinko Muslim man. Anh ta cũng là một người Mandingo, là một người Hồi giáo rất là nhiệt thành. The time I met him first, he was a Muslim high school, which was founded by Muslim Foundation. This is most Muslim strong Muslim high school. He was a teacher there. Và khi tôi mới gặp anh ta thì anh ta là giáo viên dạy cấp 3 tại một trong những cái trường Hồi giáo mà có thể nói là mạnh nhất ở tại cái khu vực đó. So,
As I said, every day I invited local people to my house. Như tôi đã nói thì cứ mỗi ngày như vậy tôi đều mời người hàng xóm, người người địa phương tới nhà của tôi. And I shared gospel to them and we read Bible together. Và khi họ đến thì tôi ngồi chia sẻ phúc âm cho họ và chúng tôi đọc kinh thánh với nhau. Questioning and answering. Khi họ đọc thì có những câu hỏi nào thì tôi sẽ trả lời thắc mắc của họ. I didn't care whether they believe or not, but I kept sharing good news, Bible story with them. Tôi không quan tâm là họ có tin Chúa hay chưa, mà tôi cứ tiếp tục là chia sẻ về Chúa và đọc kinh thánh, chia sẻ kinh thánh cho họ nghe. It was one day. Và rồi một ngày kia, I was reading Bible together with other, you know, around 8 or 9 boys and girls in my sitting room. Khi tôi đang ngồi đọc kinh thánh cùng với 8, 9 thiếu niên cả nam lẫn nữ ở trong phòng khách của nhà mình. Then somebody was visiting my house. He was knocking. Excuse me, Kong Kong. He was knocking our door. Thì có người tới gõ cửa và hỏi rằng có ai ở nhà không? I went to the door and there he was standing in front of my door. Và tôi ra mở cửa thì thấy một người đứng ngay trước cửa nhà tôi. I said, oh, hello. He said, hello. Tôi nói rằng xin chào. Và anh ta nói lại là xin chào. He said, oh, well, what bring you here? Who are you? Cho nên tôi nói tiếp là thế điều gì đã đưa anh đến đây và anh là ai? He said, are you Mr. Yu? Anh ta hỏi tôi, ông có phải là ông Yu không? I said, yes I am. Vâng, tôi đây. He looked at me, he said, well, as I heard, you are teaching Bible to our young people, right? Và rồi anh ta hỏi tôi, theo tôi được biết là ông đang dạy kinh thánh cho những thiếu niên ở trong dân tộc của tôi, có phải không? I said, well, by the way, who are you? Mà rồi tôi lại hỏi, nhưng mà anh có thể cho tôi biết là anh là ai được không? He said, well, I'm Mohammed Dafe. I'm a teacher in Muslim high school. I'm teaching there English and history. Tôi là Mohammed Dafe. Tôi là giáo viên dạy cấp 3 tại trường Hồi giáo và tôi dạy về tiếng Anh và lịch sử. I said, oh, Mr. Dafe, okay, what brings you here? Thế thì thưa anh Dafe, điều gì đưa anh đến đây? Then he said, well, are you teaching Bible to our young people? Và rồi anh ta lại hỏi, có phải ông đang dạy kinh thánh cho những người của tôi ở đây không? You see, it was Muslim country. Suddenly I was a bit surprised. Not teaching, but we are just reading Bible together like this. English Bible. Quý vị biết là đây là đất nước Hồi giáo mà, cho nên có việc này nó rất là hệ trọng. Cho nên tôi mới nói là vâng, không, tôi không có dạy kinh thánh. Chúng tôi chỉ ngồi đọc kinh thánh với nhau thôi. And this man says, well, okay, teaching and reading, what different? Nhưng mà anh ta nói là thế thì ông cho tôi biết là đọc kinh thánh với dạy kinh thánh khác nhau chỗ nào? I said, oh, okay, yes, it's the same. So what's better with you? I asked him. Và rồi tôi nói thực ra thì nó giống nhau thôi, nhưng mà có vấn đề gì với anh cho tôi biết nào. He just looked at me, you know, like a scorning face. He said, well, then can you teach me Bible too? Và rồi anh ta nhìn tôi với cái mặt rất là nghiêm trọng. Anh ta mới nói là thế thì ông có thể dạy kinh thánh cho tôi không? His word was not just, he was not this interesting to listen, but I found he was trying to debate with me. I knew that. Nhưng mà thực ra tôi hiểu cái ý của anh ta đằng sau đó, không phải anh ta quan tâm thích thú cái việc học đâu, nhưng mà anh ta muốn tìm cái cơ hội để mà gọi là tranh luận với tôi. Suddenly two-minded me. Should I say yes or no? Cho nên khi tôi đọc được cái ý đó thì tôi phân vân, tôi nói rằng không biết là mình có nên nói vâng nhận lời hay là không đây. No matter what was in motivation, he wanted to learn Bible. How could I say no? Nhưng mà bất kể là cái tranh luận kiểu gì thì anh ta cũng muốn học kinh thánh mà, làm sao tôi có thể nói không được? I said, okay, why not? Okay, I will teach you.
Và rồi tôi nói rằng tại sao lại không? Vâng, tôi sẽ dạy cho anh. He said, well, then when can you teach me? Anh ta mới hỏi là thế thì khi nào bắt đầu dạy tôi được? I said, well, I'm ready at any time. Tôi mới nói rằng tôi sẵn sàng dạy bất cứ lúc nào. He said, then today? Thế thì anh ta hỏi thế hôm nay bắt đầu luôn được không? I said, well, not today because I had to prepare. Not today, maybe another, maybe next day, tomorrow. Nhưng mà tôi nói không, hôm nay thì không được vì tôi phải chuẩn bị đó. Ngày mai được không? Thì anh ta nói được, ngày mai cũng được. I said, okay, I will teach it from tomorrow. What time can you come? He said, well, my school will over 3 o'clock. I will come here. It will take 30 minutes from school here. I will come here 3:30. Right? Okay? Thế thì tôi hỏi là thế thì ngày mai mấy giờ anh tới được? Anh ta mới nói với tôi là ngày mai thì tôi sẽ kết thúc giờ dạy sau 3 giờ. Thì 3 giờ rưỡi là tôi có thể có mặt ở đây. Và tôi mới nói rằng vâng, vậy thì 3 rưỡi tôi sẽ dạy cho anh. Okay, let's come tomorrow. Come tomorrow. I will teach you Bible. Và tôi mới nói rằng như vậy thì ngày mai anh tới và tôi sẽ bắt đầu dạy Kinh Thánh cho anh vào ngày mai. So he left. Và anh ta rời đi. And then I look the boys and girls were sitting behind me. Và rồi tôi nhìn quay sang nhìn cái những cái em thiếu niên nam nữ đang ngồi ở trong cái phòng của tôi. They all looked at me with a sympathy, you know, with a sympathy feeling. This man, he did not know who that person is. Và rồi tất cả chúng đều nhìn tôi với một cái cảm giác là giống như là thông cảm trong lòng chúng nghĩ là ồ tội nghiệp ông này, ông Du này, ông không biết cái người DP này là ai. One of the boy came to me. He said, Mr. Yu, are you really going to teach him Bible? Một cậu bé, một thanh thiếu niên trai đến với tôi nói rằng, thưa ông Du, ông thực sự là muốn dạy Kinh Thánh cho cái ông này à? Well, that's what I promised. Cho nên tôi nói rằng, vâng, tôi hứa với họ, với anh ta như vậy. He said, Mr. Yu, you did not know who he is. He is not interesting to listen to learn Bible, but he's going to debate with you. You know, Christianity is a famous person in the Gambia. Cho nên ông Du ơi, ông không biết cái con người này đâu. Anh ta không quan tâm gì học Kinh Thánh đâu. Anh ta đang tìm cái cơ hội để mà tranh luận với ông đó. Anh ta là một trong những người nổi tiếng là Hồi giáo mà ở trong mạnh mẽ ở tại khu vực này nè. Wow. I was quite confused, perplexed. What should I do then? Should I go for debate with him or should I stop him to come? Cho nên tôi cảm thấy rất là hoang mang. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi có nên là gặp anh ta để tranh luận với anh ta về Kinh Thánh không? Hay là tôi nên yêu cầu anh ta thôi dừng lại cái việc này? But anyway, he went by motorbike. He left my home. Nhưng mà thực tế là lúc đó là anh ta đã lái xe mô tô đi mất rồi. So that evening, it disturbed me. I was a bit, you know, worried. Well, if we come tomorrow, he would certainly debate with me day and night. Will I be ready to that? Cho nên cái đêm đó tôi cảm thấy rất là trằn trọc, rất là khó chịu. Và tôi cứ suy nghĩ là ngày mai anh ta đến thì anh ta sẽ tranh luận với tôi cả ngày như thế. Thì tôi có nên tranh luận hay không? But anyway, okay, let's confront. Lord help me. Lord, please help me, Lord. And then I prepared to teach him from tomorrow. Nhưng mà tôi nói là thôi, đằng nào thì cũng phải gặp đó đã. Rồi tôi cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi xin hãy giúp con. Rồi tôi chuẩn bị để chia sẻ với anh Ngào ngày mai. And then that time I saw 4 spiritual laws that was, you know, like a evangelism tools from Campus Crusade for Christ. Và ngày hôm đó thì tôi đã dùng cái 4 định luật thuộc linh này, một công cụ truyền giảng của một vụ CCC. I believe many of you have seen that small booklet. Tôi tin rằng nhiều người trong quý vị đã thấy được cái chứng đạo đơn này rồi. So I picked that one my hands. Cho nên tôi sử dụng cái cuốn sách nhỏ này. Okay. I will use this as an evangelism tool for him tomorrow.
Tôi nói rằng tôi sẽ dùng cái cuốn sách này như cái công cụ để chia sẻ phúc âm cho anh ta vào ngày mai. So I prepared. À, tôi chuẩn bị. I prepared myself. Tôi tự and, chuẩn bị. The following day. Và ngày hôm sau. He came exactly he promised. He came on time 3:30. Và ngày mai đúng 3:30 anh ta có mặt ở tại nhà của tôi. And he said, "Well, shall we start to learn anh, Bible?" Anh ta mới nói rằng thế thì bây giờ mình bắt đầu được chưa ông Du? I said, "Okay." À, tôi nói được. Can you come in? À, xin hoan nghênh anh đến với tôi. So he came in my sitting room. Anh ta vào trong phòng khách nhà tôi. I offered him one single chair. And I sat in front of him, and two of us we sat together. Và tôi mời anh ta ngồi, và tôi ngồi đối diện với anh ta. And I said, "Well, Mr. Duffy, as I know you are a teacher at Muslim High School, are you?" Tôi mới hỏi rằng, anh Duffy, tôi được biết là anh là giáo viên dạy cấp 3 tại trường Hồi giáo, có phải không? Và anh ta nói rằng, vâng, đúng như vậy. But this time, you said you want to learn Bible from me, which means you are a student, I'm a teacher, right? Nhưng mà lần này á, vì anh đề nghị là tới đây để học Kinh Thánh với tôi, cho nên bây giờ là tôi là giáo viên, còn anh là học sinh, có phải không? Đúng vậy không? He said yes. Và anh ta nói, vâng, đúng như thế. Okay, then, as a teacher, I will give you a few instructions to you. Rồi tôi nói tiếp, bây giờ tôi là thầy của anh, cho nên bây giờ tôi xin đưa ra một vài cái hướng dẫn. One. Thứ nhất. Whilst I'm teaching, don't interrupt bringing your questions. Trong khi mà tôi đang giảng, thì anh không có cắt ngang, anh không có đưa ra những cái câu hỏi thắc mắc của anh. He said, "Well, without question, you are going to teach me. What about if I want to question you?" Thì anh ta mới nói là không có câu hỏi thì làm sao hiểu bài được. Bây giờ tôi hỏi ông thì sao? And I said, "Okay, never mind. I promise I will give you a time of questioning. But whilst I'm giving my session, don't interrupt. Can you do that?" Vâng, nếu anh có câu hỏi thì tôi sẵn sàng dành thời gian cho anh để mà anh đưa ra câu hỏi và tôi trả lời. Nhưng mà trong lúc mà tôi đang trình bày cái phần của mình thì xin vui lòng là đừng có cắt ngang và đừng có đưa ra câu hỏi nào hết. He said, "Yes, I can do." Và anh ta nói là vâng, tôi hứa là sẽ làm như thế. So, I said, "Okay, from today, I'm going to give you 4 lessons for 4 days." Và rồi tôi nói với anh ta rằng từ ngày buổi hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh 4 bài học trong 4 ngày. Because it was 4 spiritual law, so I wanted to make sure this 4 spiritual law first. That's why I said 4, but if it's needed, I can continue it more. Bởi vì tôi dùng cái 4 định luật thuộc linh, cho nên tôi nghĩ là cần 4 ngày như thế để nói. Nhưng mà nếu cần thiết thì là có thể nhiều hơn. So we started first day lesson. Và rồi chúng tôi đã bắt đầu cái buổi học và bài học đầu tiên. I prepared many Bible verses and then read together and explain to him why we need Jesus Christ and everything in my session. Time to time, he wanted to raise questions, but I said, "Not yet. It's not your time. I will give you your questioning time." Và rồi tôi dành cái buổi đầu tiên tôi chuẩn bị những câu kinh thánh, rất là nhiều câu kinh thánh, và chúng tôi đọc những câu kinh thánh đó với nhau, rồi tôi giải thích giúp cho anh ta hiểu ý nghĩa của những cái câu kinh thánh đó. Và trong khi tôi chia sẻ thì anh ta cứ thập thò muốn giơ tay đưa ra cái câu hỏi, nhưng mà tôi cứ khăng khăng là bây giờ không, tôi sẽ dành cho anh cái thì giờ để anh hỏi, nhưng mà bây giờ chưa phải là cái giờ của anh, cho nên anh vui lòng ngồi nghe đã. So one day lesson was over. Cho nên cái ngày đầu tiên là bài học đầu tiên là xong. Then he asked me, "What about question time?" Rồi anh ta bắt đầu hỏi là thế thì bây giờ cho tôi có thời giờ để hỏi được chưa? I said, "Okay, anyway, when I finish my session, I will give you enough time of question. Don't never mind." Và tôi nói bạn là anh đừng có lo. Bây giờ khi mà tôi xong cái phần của mình rồi thì tôi sẽ dành cho anh đủ thời giờ để anh hỏi bao nhiêu cũng được. Following day,
same time he came. Và ngày hôm sau thì anh ta đúng 3:30 tới nhà tôi. Expecting his time to questioning. Và khi đến thì mong đợi là bây giờ sẽ đến giờ để anh ta hỏi. Again I said, well, as I promised, I would give you time of questioning, but don't interrupt my session. He said yes. Và rồi một lần nữa tôi nói rằng không, tôi đã hứa là nhất định tôi sẽ cho anh có thời giờ để anh hỏi, nhưng mà xin vui lòng là đừng có cắt ngang cái phần chia sẻ của tôi bởi vì tôi chưa xong. Like yesterday, during my session, he was kind to them. He wanted to bring question. Excuse me, I said, not yet. Wait. À, và rồi lần này cũng tương tự như thế. Trong lúc mà tôi chia sẻ thì anh ta luôn luôn là muốn đưa ra cái câu hỏi, muốn đặt câu hỏi cho tôi, nhưng mà tôi cứ kiên định nói, chưa phải là giờ anh hỏi, và anh buộc phải ngồi nghe tôi. So we did this way, first day, and second day, and third day. We did 3 days. Và rồi chúng tôi làm như thế, tương tự như vậy, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì và ngày thứ ba. So it was Friday, as I promised him, last day, last session of my time. Friday, he came on time. Và rồi ngày thứ sáu, anh ta cũng tới đúng giờ, và giống như tôi đã hứa đó, thì tôi cũng sẽ dành cho anh thời gian để anh hỏi. I thought he came today expecting now. His time is coming. So he will bring so many debating questions to me. Và tôi nghĩ ở trong đầu của mình là ngày thứ sáu mà anh tới thì anh sẽ nói là bây giờ, đây giờ đến giờ của tôi rồi nha. Và anh sẽ đưa ra rất nhiều cái câu hỏi ở trong đầu của mình để mà chất vấn tôi. And he sat quietly. Nhưng mà khi hôm đó thứ sáu đến thì anh ta ngồi một cách trầm ngâm lặng lẽ. Not like yesterday or day before yesterday. He was very quiet. Không giống như ngày hôm trước hay là ngày hôm trước nữa, anh ta đến và ngồi rất là trầm ngâm như vậy. During my session, he did not interrupt at all. Và trong suốt cái phần tôi chia sẻ thì anh ta không hề cắt ngang gì hết. He was most quietly listening to my session. Anh ta cứ ngồi yên và nghe tôi chia sẻ. I thought he's waiting for his time. Even he didn't say anything, but seems to be he's waiting for his session of questioning. Cho nên tôi nghĩ trong đầu của mình là có lẽ anh ta không nói gì, nhưng mà anh ta đang chờ đợi cái thời cơ của mình đây, chờ đợi cái thời giờ của mình để mà chất vấn tôi đây. And my session was over on Friday. Và rồi cái phần của tôi vào trong bữa hôm thứ sáu đó cũng kết thúc. And after I did closing prayer, I thought it's going to be his time. Và rồi sau khi tôi cầu nguyện kết thúc thì tôi nghĩ rằng, ok, bây giờ là giờ để mà anh ta hỏi. But anyway, there was no other excuse. I had to confront his debating questioning. Mà thực ra thì tôi cũng không còn có cớ nào để có thể là né tránh cái việc tranh luận với anh ta nữa. Cho nên phải sẵn sàng cho việc này thôi. Thinking of this, I was about to closing prayer. Và rồi bây giờ tôi cầu nguyện kết thúc. Suddenly, this man, he said, "Sir, today, may I pray?" Thế thì đột nhiên cái anh này mới đưa tay lên nói rằng, "Thưa ông, tôi có thể cầu nguyện được không?" Till yesterday, he never called me, he never addressed me, sir. He always called me, hey, mister. He just addressed me like, you know, like a despising voice. Hey, mister. He just addressed. But today, sir. Cho đến ngày hôm qua đó, thì anh ta vẫn chưa bao giờ gọi tôi một cách rất là gọi là nghiêm túc hay là kính trọng là thưa ông. Anh ta chỉ nói, hey, mister, tức là ông Du, gọi cọc cọc vậy đó. Nhưng mà tới bữa hôm nay thì ông ta rất là trịnh trọng mà thưa ông Du hay là kính thưa ông Du. That moment I was quite perplexed, confused. Should I say yes or no? He would pray. But there was no agreement if he was allowed to pray. In that short moment I was confused. Should I say yes or no? But anyway, well, okay, go ahead. Tôi rất là bối rối ở trong cái lúc mà anh ta đưa ra cái đề nghị như vậy.
Bởi vì thực ra không có một cái thỏa thuận nào trước đó là liệu là anh ta có được cầu nguyện hay không. Nhưng mà bây giờ làm sao giờ? Cho nên tôi cứ nói là bây giờ thôi, anh cứ cầu nguyện đi. Suddenly he knelt. He stand up from the seat, the chair, and he knelt on the floor. Và đột ngột như vậy thì anh ta bắt đầu từ cái ghế chỗ ngồi của mình, anh ta bắt đầu quỳ xuống dưới đất. Was, you know, there's concrete floor. It's a hard, there's no cushion. But he knelt on the floor. Và cái nền đó là cái nền xi măng, nó rất là cứng và nó nhưng mà không có cái nệm gì hết, nhưng mà anh ta đã quỳ xuống ngay tại cái nền đó. I was confused. What is he going to do? Và rồi tôi rất là bối rối, không biết là anh ta dự định làm cái gì đấy. I always prayed in the sitting on the chair and pray like this, but he knelt on the floor. Tôi trước đó thì tôi thường làm với anh ta là ngồi trên cái ghế rồi và cầu nguyện, nhưng bây giờ thì anh ta là quỳ xuống ngay tại cái nền đó. Này nha. And he started to begin to pray. Và anh ta bắt đầu cầu nguyện. But he didn't know how to pray, and then he was sweating and then finally he spoke, "Dear God, Lord Jesus, forgive me." And he prayed like this. I did not know, Jesus, that you are the Savior. You are the God. Please, Jesus, forgive my sin. Và rồi tôi thấy anh ta quỳ xuống, nhưng mà anh ta không biết phải cầu nguyện như thế nào, cho nên cái mồ hôi nó cứ toát ra, và anh ta giống như là vật lộn một lúc, rồi anh ta mới bắt đầu cầu nguyện. Thưa Chúa Giêsu, con đã xin Chúa hãy tha lỗi cho con, vì con đã không biết Ngài là Chúa, là đấng cứu thế của nhân loại này. Xin Chúa tha thứ cho con. His prayer was simple, but again, Lord Jesus, forgive me. I did not know you. Please forgive me. That was his prayer. Cho nên cái lời cầu nguyện của anh ta thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cứ hết lần này lần khác anh ta lặp lại là Chúa Giêsu ơi, xin hãy tha tội cho con. Con đã không biết Ngài là Chúa cứu thế, cho nên xin hãy tha tội cho con. I don't know how long it went. I thought it was a long time. He was praying and then he thought his prayer was over. Quiet. Và rồi tôi không biết là anh ta đã cầu nguyện như thế trong vòng bao lâu, nhưng mà tôi nhớ rằng đó là một thời gian rất là dài anh ta cầu nguyện như vậy, và cuối cùng thì anh ta chấm dứt cái lời cầu nguyện của mình và kết thúc ở trong yên lặng. So I opened my eyes and tôi mở mắt của mình ra và nhìn vào anh ta. In front of me. Đã ngồi trước mặt tôi. He was still sweating all his body. Và tôi thấy rằng cái áo anh ta mặc là ướt đẫm mồ hôi. So I put my hands upon his shoulder. Cho nên tôi đặt tay trên vai của anh ta. And I lift him and sit on the chair. Và tôi đỡ anh ta dậy, ngồi vào trong cái ghế của mình. I was confused. Và tôi vẫn rất là hoang mang, vẫn rất là bối rối. I was not sure this prayer was genuine prayer or he pretending. I was not sure. Bởi vì lúc đó tôi vẫn không chắc là liệu có phải đây mà là một lời cầu nguyện chân thành của anh hay không, hay là anh ta giả vờ cầu nguyện như vậy. Then I said, Mr. Duffy, I heard you pray. That prayer is coming from your heart. Cho nên tôi mới nói với anh ta là anh Duffy, tôi đã nghe anh cầu nguyện, nhưng mà tôi không biết rằng có phải lời cầu nguyện đó là nó xuất phát từ tấm lòng chân thành của anh hay không. He said, yes, it was. Và anh ta nói rằng, vâng, đúng như vậy. I said, that means now you become Christian like me. Và tôi nói rằng như vậy thì anh đã trở thành cơ đốc nhân giống như tôi rồi đó. He said, yes, I am. Và anh ta nói, vâng, tôi là cơ đốc nhân. Now I'm a Christian. Wow. I don't know what to do. Và lúc đó thực sự tôi không biết phải làm gì. Tôi tưởng như là mình đang mơ vậy. And I had a big reference Bible, Thomson reference big reference Bible I used for many years for myself.
Và tôi có một cái quyển kinh thánh tham chiếu rất là lớn mà tôi dùng đã trong nhiều năm. So I gave it to him. Và tôi tặng cho anh ta quyển kinh thánh đó. Mr. Duffy, this is my Bible. Anh Duffy, đây là quyển kinh thánh của tôi. Can you read this Bible from today? Anh có thể đọc quyển kinh thánh này kể từ ngày hôm nay không? And the Bible really tells you everything. Và kinh thánh sẽ cho anh biết về mọi thứ. So he embraced that Bible. Và anh ta ôm cái quyển kinh thánh đó. And he left me quietly. Và lặng lẽ rời khỏi nhà của tôi. I did not know what happened to him. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh ta. He took my Bible at home. Anh ta mang quyển kinh thánh của tôi về nhà. It was Friday afternoon, late afternoon. Và đó là vào chiều tối ngày thứ sáu. He started to read the Bible. Anh ta bắt đầu đọc kinh thánh. Friday night, whole night. Cả đêm thứ sáu anh ta đọc kinh thánh. Saturday, whole day. Cả ngày thứ bảy anh ta ngồi đọc kinh thánh. Saturday, whole night. Cả đêm thứ bảy cũng như vậy. Sunday, whole day. Nguyên một ngày Chủ nhật cũng dành ra đọc kinh thánh. And on Monday. Và vào ngày thứ hai. He went to Muslim high school as a teacher. Anh ta đến trường Hồi giáo để bắt đầu dạy. It was history class. Đó là cái tiết dạy về môn lịch sử. He stood in front of high school students. Anh ta đứng trước toàn bộ các học sinh cấp 3 ở trong lớp. There, he started to witness about Jesus Christ. Và anh ta bắt đầu làm chứng về Chúa Giêsu. My student. Các em sinh viên của tôi, hãy lắng nghe thầy. As you know, I used to be a strong Muslim. Như các em biết, thầy đã từng là một người Hồi giáo rất là nhiệt thành. But now I met Jesus Christ. Nhưng bây giờ thầy đã gặp Chúa Giêsu. He is the Lord. He is the God. He is the Savior of the world. Ngài chính là Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng cứu thế của cả nhân loại này. From that moment. Và từ cái thời điểm đó. All Muslim high school students and teachers upheaval is a kind of big shock to everyone. Tất cả những học sinh và những giáo viên ở trong cái trường Hồi giáo đó đều là náo động, đều xáo trộn cả. People shouting at him, questioning at him, angry at him and persuading at him for 3-4 days. Người ta bắt đầu la hét anh ta, người ta bắt đầu chất vấn anh ta, thậm chí là bắt bớ anh ta trong 3 tới 4 ngày liên tục như vậy. He could not keep up. Nhưng mà anh ta không thể nào dừng lại được. On Thursday. Vào ngày thứ năm. After 4 days of his confession. Sau 4 ngày kể từ lúc anh ta tin Chúa đó. Muslim Foundation fired him. Thì cái ban giám hiệu của trường đó bắt đầu sa thải anh ta. So I invited him to my house. Tôi mời anh ta tới nhà của mình. And we did personal Bible study together. Và chúng tôi học kinh thánh với nhau. And I couldn't. He was so intelligent man. Anh ta là một người rất là thông minh. I could not, I could not control anymore for him to teach in, because his knowledge is somehow is growing so rapidly. Tôi cảm thấy là rất là khó trong việc dạy cho anh ta bởi vì anh ta hiểu biết rất là nhiều và cái kiến thức của anh ta gọi là tăng trưởng rất là nhanh. So I sent him to Singapore. Tôi gửi anh ta đi Singapore. Hagai Bible Institute. Gửi đến học viện Hagai, học viện kinh thánh Hagai. He studied there for maybe 1 year. Anh ta học ở tại đó trong vòng 1 năm. And he came back. Và quay trở về Gambia. I baptized him. Tôi đã báp têm cho anh ta. And he is now Bishop of Assemblies of God in the Gambia. Và bây giờ thì anh ta tính là tổng giám mục của Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần ở tại Gambia. He's a great Christian leader in the Gambia. Anh ta là một trong những nhà lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành rất là uy tín. Not only in the Gambia,
he planted churches neighboring countries like Guinea, Sierra Leone, and Mali, Nigeria. He sent missionaries to. Nhưng mà không phải chỉ là mở hội thánh ở tại khu vực Gambia mà anh ta còn sai một ông ta còn sai người đến những quốc gia lân cận để truyền giáo, để mở hội thánh ở tại Sierra Leone, ở tại Liberia, ở tại Guinea-Bissau, ở tại Mali và Nigeria nè. What I want to say, evangelism and the church planting and mission mobilizing is contained, combined all together. Điều mà tôi muốn nói ở đây đó là gì? Đó là công tác truyền giảng tin lành, mở mang hội thánh và huy động truyền giáo, nó phải đi đôi với nhau. So, my dear pastors and leaders in Vietnam. Cho nên thưa quý đầy tớ Chúa, quý con dân của Chúa là những lãnh đạo hội thánh yêu quý tại Việt Nam. I know that the situation surrounding you is not easy to evangelize. Tôi biết rõ là cái hoàn cảnh, cái tình hình ở tại xung quanh quý vị nó không dễ để mà truyền giảng tin lành. As if most of your neighbors, your people surrounded, they are against of, you know, against of you and against the gospel of Christ. Bởi vì phần lớn những người xung quanh quý vị là họ kháng cự lại với tin lành của Chúa, họ chống cự lại quý vị. But I tell you, please don't be shrunken. Don't be discouraged. Nhưng mà tôi muốn khích lệ quý vị là đừng có nản lòng. Keep evangelize. Hãy tiếp tục rao giảng tin lành. Keep approaching to the people. Hãy tiếp tục tiếp cận những người khác, những người đang sống quanh mình. And you in your point of view, perspectives, well, approaching to that place, approaching to them, approaching to him or her, it seems to be almost impossible. Có thể trong cái nhìn của quý vị nghĩ rằng việc mình tiếp cận cái làng đó, việc tiếp cận người đó, anh ta, việc tiếp cận cái cô đó dường như là không thể. Jesus knew that the opposition is very huge, very tough, but he said, go and preach this gospel to all human being in all world. Chúa Giêsu biết rõ là những cái sự chống đối, những cái sự thử thách, những sự khó khăn đó là rất là lớn, nhưng mà Ngài vẫn nói một cách rất là rõ ràng là hãy đi và giảng tin lành cho mọi người trên thế giới này. I challenge my dear pastors and evangelists or Christians in Vietnam, don't be afraid, don't be discouraged, but be courageous and go out. Cho nên tôi thách thức tất cả quý đầy tớ của Chúa, những mục sư, những nhà truyền giáo, những lãnh đạo hội thánh, những con dân Chúa ở tại Việt Nam, đừng có nản lòng, đừng có sợ hãi, mà hãy mạnh mẽ đi ra để rao giảng tin lành. Xin lỗi, hình như là có vấn đề với mục sư Du. I think he got some problem, right? Okay, I think he's almost done. So I think we should have break. Yes. No? Then we'll sort it out, the problem, right? Okay, 15 minute break, right? Okay, so now what's the time? All right, so coming back. 10:30, it's okay. All right, okay. Thank you very much. I'll see you soon in about 15 minutes. Okay, well, welcome back everyone. So we'll be starting just right now, okay? Yeah, just go ahead. Yeah, xin mời hoan nghênh mọi người quay trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một sư Yu. Yeah, Pastor Yu, go ahead. Okay, wait. Mute all, where we mute? It's not mute. Invite or what? We can hear you. No, we can hear you. We can hear you very well. You just share, yeah, your next session. Share screen, I did. No, you did. I mean, you just started to speak, to share your next session. You can hear me? Yeah. Can you share the screen too?
Yes, everything is okay. Clear. Yeah. Good. I need to go back, go front. Okay, now we're going to do very important subject too. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề cũng hết sức là quan trọng. This is a kind of provision, God's provision. Chúng ta sẽ nói về sự cung ứng của Đức Chúa Trời. This is very, very important, actually, the principle that when we do God's work. Đây là một trong những cái nguyên tắc rất là quan trọng khi chúng ta thực hiện công việc Chúa. So if we go to the four gospel, like Matthew chapter 10. Nếu chúng ta đến Jesus, với sách Phúc Âm Matthew đoạn 10. Yeah, Jesus taught us saying that do not take along any gold or silver or copper in your belt. It simply means do not take money with you. Chúa nói rằng đừng đem vàng, bạc hoặc là tiền trong thắt lưng, có nghĩa là đừng mang theo tiền bạc gì hết á. And even if you go to Matthew chapter 10 verse 10, take no bag. Bag means, you know, necessary things you keep. Take no bag for your journey. No extra tunic. No extra tunic at that time clothes. No extra clothes or no extra sandals or no extra stuff. Chúa nói trong Matthew đoạn 10 câu 10 là đừng đem túi đi đường hoặc là hai áo hoặc giày hay là gậy. And if we go Mark, another Mark, Gospel of Mark, chapter 6, same thing. Take nothing for the journey except a staff. No bread, no bag, no money in your belt. Wear sandals, but not an extra tunic. Wow. Đến với Phúc Âm Mác đoạn 6 câu 8 câu 9 thì Chúa nói là Ngài truyền cho họ khi đi đường ngoài cây gậy đừng đem theo gì hết, không bánh, không bao bị, không tiền túi, chỉ mang dép, không mang hai áo. If we go look Gospel of Luke is the same thing. Take nothing for the journey except the staff. Again he said no bread, no bag, no money. No extra tunic. Ở trong cái Luca đoạn 9 thì một lần nữa cũng giống như vậy. Khi đi đường đừng đem theo gì cả. Đừng đem gậy, túi sách, bánh, tiền bạc. Cũng đừng đem hai áo choàng. And if you go to Luke chapter 4 again. Do not take a purse. Means do not take a money purse. Or bag. Or sandals. Trong Luca đoạn 10 câu 4 thì cũng tương tự như thế. Đừng đem túi tiền, bao bị, giày dép và đừng chào ai dọc đường. And when we think about God's work or like us, like a mission and finance. Khi chúng ta nghĩ về công việc của Chúa, chúng ta nghĩ về công tác truyền giáo và tài chính. This is a very important principle we need to apply to our ministry and our life. Thì đây là một nguyên tắc rất quan trọng mà chúng ta cần phải áp dụng cho mục vụ và đời sống của mình. Why do you think Jesus kept saying that? Why do you think all the disciples who wrote actually the gospel, Mark gospel, Luke and Mark, all of them, they keep saying, do not take money, do not take a bag, do not take extra clothes, do not take extra sandals. Why do you think Bible keep emphasizing on this thing? Thế quý vị thì tại sao mà Kinh Thánh cứ hết lần này đến lần khác nhấn mạnh điều đó? Tại sao cả ba tác giả sách mà Phúc Âm là Matthew, Mark và Luca đều lặp đi lặp lại là đừng đem theo tiền, đừng đem theo gậy, đừng đem theo quần áo, giày dép, vân vân. Tại sao Kinh Thánh lại nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy? When Jesus sent out his workers for his ministry, of course, Jesus knew that they need food, they need a clothes, they need extra, you know, shoes, or they need extra money for their life. But Jesus said, take nothing, take no bread, take
no extra tunic or take no money. Why do you think Jesus kept saying that? Khi Chúa Giêsu sai các môn đồ của Ngài ra đi truyền giảng tin lành thì Ngài biết rõ là họ cần phải có thức ăn để ăn, cần có áo để mặc, cần có giày dép, cần có tiền bạc để mà chi phí. Nhưng mà tại sao, thưa quý vị, tại sao là Chúa Giêsu hết lần này tới lần khác nói rằng đừng đem theo bánh, đừng đem theo bao bì, đừng đem theo tiền bạc, đừng đem theo áo, vân vân. Tại sao như thế? That Jesus tried to teach us provision and care. Chúa Giêsu đang muốn dạy chúng ta về sự cung ứng và sự chăm sóc của Ngài. So, we likewise Vietnamese army, we Koreans, when as a Koreans, when they are physically healthy, mentally healthy, and educated higher like a secondary school levels, they are mandatory to serve as a military army, you know, military service for our times 3 years. Nowadays, 2 years. Quân đội Hàn Quốc thì có một, ở tại Hàn Quốc thì những người dân thanh niên đó, thì những người mà có đủ sức khỏe về thể chất lẫn tâm thần đó, thì nếu học hết cấp 2 trở lên thì sẽ bắt buộc phải đi quân đội. Và Korean, trong thời của tôi thì phải đi trong 3 năm, mà bây giờ thì chỉ là 2 năm thôi. Like a Korean young man, Vietnamese young man also, you are mandatory to serve as a national army for 2 years. It's what we call mandatory duty, national duty. Cho nên giống như quân đội Hàn Quốc thì Việt Nam cũng vậy, quý vị cũng bị bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự, và chúng tôi gọi đó là cái nghĩa vụ quốc gia, cái bổn phận đối với quốc gia. So when you become a soldier, you need all those things, uniforms, underwears, socks, and even toiletries, everything you need it. Và khi quý vị vào trong quân đội đó thì quý vị cần tất cả những thứ này, cần đồng phục, cần quần áo lốt, cần quần áo, cần tất, và thậm chí cần những cái vật dụng mà vệ sinh cá nhân nữa. Okay, now when you serve the National Army, do you have to prepare for yourself for this clothes? For you have to take clothes, underwear or toiletries or socks or shoes. Do you have to take it with you? Thế thì khi quý vị vào trong quân ngũ đó thì quý vị có cần phải mang theo những cái thứ này không? Quần áo, rồi quần lót, rồi tất, rồi những cái thiết bị vệ sinh, đồ dùng vệ sinh cá nhân. I don't know Vietnamese army, but we Korean army, we are even not supposed to take any of those things with us. Only we have to give our naked body for the government. Tôi không biết ở tại Việt Nam thì thế nào, nhưng mà ở tại Hàn Quốc đó thì khi vào quân đội chúng tôi không cần phải mang bất cứ cái điều, cái thứ nào trong những cái điều đồ ở trên. Chúng tôi chỉ đi cái mạng không thôi. Chỉ cần là hiến cái thân này cho đất nước thôi. And like Koreans, the government, even they provide even cigarettes, those who are smokers. And they give us snakes too. And not only that, they provide, you know, the private soldiers, they provide almost $500 a month as a pocket money. And then vacational bonus too, when you go for, you know, once a year as a holiday. Government provide vacational bonus too. Ở tại Hàn Quốc thì những người lính đó, thậm chí được chính phủ là cho cả thuốc hút, rồi snack để ăn, rồi đồ ăn vặt đó, rồi thậm chí mỗi tháng được cho tiền tiêu vặt là $500, và trong những kỳ nghỉ đó thì cũng được cho thêm tiền để có thì giờ nghỉ ngơi nữa. Why do you think the government do this? Thế thì tại sao chính phủ lại làm việc này? Why do you think government provide all the soldiers' needs? Tại sao chính phủ lại cung ứng tất cả những cái nhu cầu cho quân lính của mình? It's simply they're called by the nation. Đơn giản là vì họ đã được quốc gia kêu gọi.
for at least for 2 years, their mandatory service, they belong to the nations, belong to the Korean government or Vietnamese government. Ít nhất là trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự đó, thì họ là thuộc về quốc gia, họ thuộc về Hàn Quốc hoặc là quốc gia Việt Nam. Other words, the property of the nation. Nói cách khác, họ là tài sản quốc gia. The soldiers only exist for the nation, for và Korean or Vietnamese. Quân đội hay là binh lính tồn tại là vì cớ quốc gia thôi. So that means they are no more for their lives, but they only serve for government. Then government will provide all the work the soldiers needs. Cho nên vì cớ họ không còn sống cho cuộc đời cho chính mình nữa, nhưng mà họ bây giờ họ đang sống và phục vụ chính phủ quốc gia, cho nên bây giờ chính phủ có trách nhiệm là phải cung ứng tất cả những điều họ cần. And the Jesus says, do not take a purse or bag or sandals. Và Chúa Giêsu nói rằng đừng đem túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào ai dọc đường. He knew they need disciples, workers, they need all those. They need money, they need a bag, they need a sandal. Jesus knew that. Chúa Giêsu chắc chắn biết rõ là các môn đồ của Ngài, những nhân sự truyền giáo cần phải có tiền, cần bao bì, cần giày dép, cần túi sách, vân vân, cần tất cả những điều đó. But when Jesus says, do not take those things, means you are called by me. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói rằng đừng đem tất cả những thứ đó đó, thì Ngài muốn nói là gì? Các con đã được ta kêu gọi. You are belonged to me. Các con thuộc về ta. In a sense, you are property of me. Nói cách khác, các con là tài sản của ta. You are existing for me. Các con sống tồn tại là vì cớ ta. When we commit, when we respond to God's calling, between you and God, between myself and God, we have this kind of relationship. The Lord has called me. The Korean government called me as a national army, like that. The Lord called me means the Lord is my Lord. I belong to the Lord. I am the property of the Lord, and I am existing for the Lord. Khi mà Chúa kêu gọi chúng ta cho công tác của Chúa, thì chúng ta giữa chúng ta với Chúa có một cái mối quan hệ. Giống như là chính phủ Hàn Quốc hay Việt Nam kêu gọi người dân đi lính, thì khi Chúa kêu gọi chúng ta bước vào trong công tác phục vụ Chúa, thì chúng ta được chính Chúa kêu gọi. Chúng ta là người thuộc về Chúa, chúng ta trở thành tài sản của Chúa và cái sự tồn tại của chúng ta là vì cớ Đức Chúa Trời. So that means total care. Thì đó có nghĩa là Chúa chăm sóc hoàn toàn. To serve the Lord, to serve the nation as a soldier, as an army. Korean government, Vietnamese government, they have a responsible to provide all the soldiers needs. Để phục vụ trong quân đội thì chính phủ Hàn Quốc, chính phủ Việt Nam có cái trách nhiệm là cung cấp chăm sóc cho những người lính. So that's why when you and me, when we were called as a Lord's worker, the Lord said, I will be the total carer for you. Cho nên cũng vậy, khi chúng ta bước vào trong công tác phục vụ Chúa thì Chúa nói rằng ta sẽ chăm sóc cho con hoàn toàn. Other words, between you and me, there's a lordship. I am your Lord, you are my servant. Nói cách khác, giữa chúng ta và Chúa có một cái mối liên hệ. Chúa là Chúa và chúng ta là đầy tớ của Ngài. That is a relationship between ourselves and the Lord. We commit ourselves for the Lord's kingdom, and that the Lord will provide all our needs. That kind of relationship, Jesus wants to make sure. Đó là mối quan hệ giữa chúng ta và Chúa. Khi chúng ta tận hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa, thì trách nhiệm của Chúa là Ngài cung ứng và Ngài chăm sóc cho chúng ta. Especially when you talk about mission and finance. Mission and finance is important. When we go as a missionary, when we send out missionaries, we have to revisit this word again and again. Take nothing for the journey except the start. No bread, no bag, no money, no extra tunic.
À, khi chúng ta sai phái giáo sĩ ra đi thì thực tế là tiền bạc rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta cần phải quay trở lại với lời của Chúa dạy ở trong Luca đoạn 9 câu thứ 3. Khi đi đường đừng đem theo gì hết, đừng đem gậy, túi sách, bánh tiền bạc, cũng đừng đem hai áo choàng. That's again says we the Lord will go like a beggar without having anything, just living like a beggar's life. No, he doesn't want like that way. Cho nên khi Chúa nói câu này không có nghĩa là Chúa muốn chúng ta phải ra đi và ra đi trong tâm thế giống như những người ăn mày, không có gì hết, không phải. This is a matter of trust in Jesus. This is a matter of the lordship between us and the Lord Jesus Christ. Đây là cái vấn đề giữa cái mối quan hệ giữa vương quyền của Chúa và chúng ta. When you and me, when we were called as a servant of Christ, khi quý vị và tôi được kêu gọi trở thành những tôi tớ của Chúa, our God, living Lord Jesus Christ, He is our provider. Thì Đức Chúa Trời của chúng ta, Chúa cứu thế Giêsu hằng sống, Ngài chính là đấng cung ứng cho chúng ta. We should be aware of this basic principle. Cho nên chúng ta cần phải ý thức được cái nguyên tắc cơ bản này. Otherwise, we try to the God's work based on human's calculations, human's experience. Nếu không thì chúng ta sẽ dễ tham gia vào công việc Chúa, làm công việc Chúa với sự tính toán của con người hay là dựa vào cái kinh nghiệm của con người. That will not work, I tell you. Và cái điều đó nó không có tác dụng. Tôi nói với quý vị như thế. Before we step in, Jesus again and again, he will make sure, do you really know I'm sending you out? Trước khi chúng ta bước vào trong công tác phục vụ Chúa thì chúng ta cần phải biết rõ rằng Chúa đang nói với chúng ta rằng các con có biết rõ là ta là đấng đã sai phái các con không? Do you really know that I am the owner of this universe? Các con có thực sự tin rằng biết rằng ta là người sở hữu cả vũ trụ này không? Do you really know that I am the living God? Các con có thực sự biết rằng ta là Đức Chúa Trời hằng sống không? Without having confidence of this basic fact, we better not step into his work. Cho nên nếu không có cái sự hiểu biết và đức tin vào những cái điều cơ bản này, thì chúng ta tốt hơn là đừng bước vào trong công tác phục vụ Chúa. That's why Jesus gave this kind of ununderstandable, not kind of at a human point side. This is make nonsense. But Jesus tried to say, do you really know that I have all this? I have everything. The world is mine. Do you really know that? Cho nên thực ra những cái điều này nếu nhìn từ cái phương diện của con người nó thì nó rất là vô lý, nó không có ý nghĩa chút nào cả. Nhưng mà đây là điều mà từ cái nhìn của Chúa, Chúa muốn nói với chúng ta rằng các con có thực sự biết rõ rằng ta là đấng đang sở hữu tất cả mọi thứ hay không? Take no bread, no money, no bag, no extra tunic. That tells everything. Đừng đem theo cái gì hết, đừng đem theo bánh, gậy, túi sách, tiền bạc, áo choàng, vân vân. When you are confronted certain kind of, you know, the difficulties, always revisit this principle. Cho nên bất cứ khi nào anh em đối diện với những cái khó khăn nào ở trong đời sống của mình, thì hãy luôn luôn quay trở lại với cái nguyên tắc căn bản này. This one look like, you know, the humble clinic, but in Gambian context, this is a very, very well-known clinic in rural area in the Gambia. Cái phòng khám này nhìn có vẻ nó rất là đơn sơ như vậy so với nếu mà ở những quốc gia khác, nhưng tại Gambia thì đây là một trong những cái phòng mạch phòng khu khám bệnh rất là nổi tiếng. Even no electricity at that time, so they provide power through the generator or solar panels. Ngày đó thì thậm chí là không có điện nữa, cho nên là phải có máy phát điện hoặc là những pin năng lượng mặt trời như quý vị thấy. But till today, like a rainy season, daily, nearly 1,000 patients are coming to this clinic to see the medical doctors and nurses. Và cho đến ngày hôm nay thì ngay cả trong mùa mưa đó thì vẫn có khoảng 1,000 bệnh nhân đến khám tại cái khu này mỗi ngày. Of course, the campus is much bigger than this, but anyway, this is very, very important, very
important role for those areas. Thực tế thì cái khuôn viên của nó đẹp hơn như thế này, nhưng mà điều tôi muốn nói là đây là một cái khu khám bệnh nó rất là quan trọng cho cái khu vực ở tại đó. And same time to run this clinic, it needs quite large amount of finance. Khi mà điều hành cái khu khám bệnh này thì nó đòi hỏi chi phí cũng rất là nhiều. So the mission agency itself is to operate this, to run this kind of clinic. It's almost impossible to operate this kind of huge project. Và nếu mà chỉ là cái tổ chức truyền giáo đó thôi để mà điều hành cái vận hành cái phòng khám này đó thì nó là một cái việc hết sức khó khăn bởi vì chi phí quá lớn. But always most of the cases like you know fund from the Western country or Korea or other advanced country, they support the operating fund for this clinic. Nhưng mà Đức Chúa Trời dùng những người ở phương Tây hay là ở Hàn Quốc hoặc là những cái đất nước mà phát triển để mà dâng hiến hỗ trợ tài chính cho việc vận hành cái khu khám bệnh này. For this clinic, the World Vision organization called World Vision, they used to provide that kind of certain amount of finance for running this project. Và tổ chức tầm nhìn thế giới thì họ cũng hỗ trợ một phần kinh phí để mà vận hành điều hành cái khu khám bệnh này. I don't remember what year was, but quite long time ago. One day the World Vision, they sent a notice saying that due to our new opening project, we may not be able to support you anymore in 2 months, after 2 months. Tôi không nhớ là đó là thời điểm nào, nhưng có một lần thì tổ chức tầm nhìn thế giới họ đã gửi đến chúng tôi một cái thông báo. Họ nói rằng bởi vì cớ phải hỗ trợ hai cái phòng mạch mới thì chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ hay là sẽ chấm dứt hỗ trợ cái phòng khu khám bệnh này sau 2 tháng nữa. So without having that fund from World Vision, obvious this clinic cannot carry on that huge project. Và thực tế là nếu không nhận được sự hỗ trợ của tổ chức tầm nhìn thế giới thì cái phòng khám bệnh này sẽ không thể nào mà có thể thực hiện được một cái dự án lớn như thế. Without having that money, we cannot purchase medicines from the Europe. We have to get that fund to buy, to purchase medicine from Europe. Nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ tầm nhìn thế giới thì chúng tôi sẽ không thể có tiền để mua thuốc từ châu Âu. So all the missionaries, they gather together. Cho nên lúc đó tất cả các giáo sĩ của chúng tôi tập trung lại với nhau. And then they open the notice, the message from World Vision. Và rồi mở cái thông báo của tầm nhìn thế giới ra. It's very obvious. After 2 months, we may not be able to get this fund anymore from the World Vision. Rất rõ ràng là họ nói rằng sau 2 tháng nữa thì chúng tôi sẽ không thể tiếp tục nhận sự hỗ trợ từ nơi tổ chức này. Yet, there's no promised fund from anywhere else. Và tuy nhiên lúc bây giờ thì chúng tôi cũng chưa có bất cứ cái lời hứa về việc có một tổ chức khác sẽ hỗ trợ chúng tôi. Chưa có tổ chức nào. What should we do with this situation? Vậy thì chúng tôi phải làm gì với cái tình huống này đây? It was really challenging moment. Đó là một cái thời điểm hết sức là đầy thách thức. So some raised saying that, well, we should, you know, send the letters to many countries and they explaining about our needs, the problem we are confronted. We should do it. Một số người thì đề nghị là bây giờ thôi mình hãy viết thư gửi sang những cái tổ chức khác, những cái ở những nước khác để mà chia sẻ với họ, giải thích với họ về những nhu cầu mà những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải ở đây. But most of the missionary staff, they said, well, we are wet missionaries. We are not allowed to appeal any fund to anybody. Only appeal to the Lord. That's our polish. That's our regulations.
So we cannot explain our situation to anyone else in the world. Nhưng mà rồi phần lớn những giáo sĩ của chúng tôi ở đó thì đã nói rằng không, bây giờ chúng ta là những giáo sĩ của hội truyền giáo WEC thì là chúng ta không được phép là kêu gọi gây quỹ cho bất kỳ tổ chức nào khác, bất kỳ cái người nào khác. Nếu mà cần thì chỉ biết là chị hãy kêu cầu với Chúa thôi, bởi vì quy định của hội WEC là sẽ không có đi ra để quyên tiền cho chính mình. Đó là cái quy định, cái chính sách. We decided to disclose these problems and then uphold this matter to the Lord. Cho nên chúng tôi quyết định là khép cái vấn đề này lại và rồi bắt đầu trình dâng nó lên cho Đức Chúa Trời. And praying that, Lord, you know our situation. Và cầu nguyện nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài biết cái hoàn cảnh của chúng con. None of the human being in Britain, no churches, no human being, no individuals know about this situation. Và rồi không có một ai biết được một người nào mà ở nơi nào biết được cái hoàn cảnh của chúng tôi cả. Only Lord, you know the situation. Nhưng mà Chúa ơi, chỉ có một mình Chúa là biết cái hoàn cảnh hiện tại của chúng con mà thôi. This project is belong to you. Cái dự án này là thuộc về Chúa. We are all your servants. Tất cả chúng con là đầy tớ của Ngài. You have sent us here. Chính Chúa là đấng đã sai chúng con đến đây. So now we are confronted these challenges. Nhưng bây giờ chúng con phải đối diện với cái hoàn cảnh đầy thách thức này. Lord help us. Chúa ơi, xin giúp đỡ chúng con. It was our prayer. Và đó là lời cầu nguyện của chúng tôi. One day prayer. Một ngày như vậy chúng tôi cầu nguyện. Two day prayer. Hai ngày cầu nguyện. One week prayer. Một tuần cầu nguyện. Two weeks prayer. Hai tuần lễ cầu nguyện. Just pray upholding these challenges to the Lord. Chỉ cầu nguyện mà thôi và dâng trình cái thách thức này lên Chúa. After two weeks passed. Sau hai tuần. We received one other organization, funding organization from Britain. Thì chúng tôi nhận được tin từ một cái tổ chức gây quỹ ở tại nước Anh. They did not know what had happened in our team. Họ không hề biết cái chuyện gì đã xảy ra trong cái nhóm của chúng tôi ở đây. They did not know what challenges we confronted in our clinic. Họ đã không biết gì hết về những cái khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải ở tại cái phòng khám này. And just asking, you know, sending asking letter to us. Họ chỉ gửi đến chúng tôi một cái thư đề nghị, thư ngỏ thôi. Saying that we have some available funding. Would you not need any fund from us? Thì họ trong thư đó họ nói rằng bây giờ chúng tôi có một cái số tiền mà còn có sẵn ở trong quỹ, quý ông anh chị em có cần cái số tiền này hay không? Wow, it was really amazing, surprising approach. Of course, yes, of course we need fund. Và đó là một điều hết sức là kỳ diệu. Dĩ nhiên chúng tôi đang rất cần có số tiền đó. So we replied to that organization. It would be grateful if you have any, you know, available fund for our project. We'll be happy to have that. Và rồi chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi sẽ rất là biết ơn nếu như quý vị dành cái phần quỹ đó cho chúng dự án của chúng tôi ở tại đây. And a month later, that organization, they start to send another fund, which was more than World Vision One. Và một tháng sau thì cái tổ chức đó họ đã gửi đến cho chúng tôi một số tiền để một số tiền khác mà nó lớn hơn cả số tiền mà World Vision đã hỗ trợ chúng tôi trước đó. Nobody appealed to this organization that we here in Gambia we have these problems. Would you please look for any help? Nobody said that. Không có một người nào trong tổ chức truyền giáo của chúng tôi là chia sẻ với họ là chúng tôi ở đây đang gặp phải tình huống này, quý vị có thể vui lòng chia sẻ với người này người kia để giúp đỡ chúng tôi được không? Không một người nào nói với họ điều đó.
only we lifted this problem to the Lord, who is the provider of all our needs. Tất cả những gì chúng tôi làm là chỉ dâng trình cái vấn đề này lên cho Chúa, là đấng biết rõ tất cả những cái vấn đề và những nhu cầu của chúng tôi mà thôi. My dear workers, this is not only for this project, for our daily life too. Cho nên thưa quý anh chị em đồng lao của tôi, cái điều này nó không phải chỉ đúng cho cái dự án đó mà thôi, mà nó cũng đúng cho cái đời sống của mỗi chúng ta nữa. Once you have decided to respond to his calling, the Lord's calling, same time you need to have a basic understanding, total trust in the Lord. Một khi quý anh chị em đã có một quyết định để bước vào phục vụ Chúa, thì anh chị em cũng cần phải có một cái sự nhận biết rất là căn bản, đó là phải tin cậy Chúa một cách hoàn toàn. We easily say the Lord is the Lord of this universe. We can easily say that. But real faith, do you really believe that the Lord is the really he is the Lord of this universe? He got the whole world. Chúng ta dễ dàng nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa của cả hoàng vũ, Chúa của cả vũ trụ này. Nhưng mà liệu đó có phải là đức tin thật của chúng ta hay không? No matter big or small, we as a servant of Christ, our daily life, our daily ministry, we are confronted many challenges. Trong cuộc sống của chúng ta thì là những đầy tớ của Chúa, thì chúng ta đối diện với rất là nhiều thách thức, những khó khăn khác nhau từ nhỏ cho đến lớn. But every time, every moment when you are challenged by those problems, how can you solve it? How can you solve it out? Nhưng mà mỗi lần anh chị em đối diện với những cái vấn đề, những khó khăn đó, những thách thức đó, thì anh chị em giải quyết những cái vấn đề đó như thế nào? Go back to this principle. Hãy quay trở lại với cái nguyên tắc này. Jesus promised, I am the provider. Chúa Giêsu đã hứa rằng ta là nguồn cung ứng của con. I will provide all your needs. Ta sẽ cung ứng cho mọi nhu cầu của con. So this is Korean Peninsula, you know that. Đây là cái bán đảo Hàn Quốc, quý vị biết rồi phải không? And when we say in among the Korean church, we are not only seeing the such a mega churches, they are only sending missionaries overseas. Và khi chúng tôi nói về Hàn Quốc thì chúng tôi không phải chỉ nói là các hội thánh lớn là mới là những hội thánh mà sai phái giáo sĩ đâu. But the smaller church. Mà những cái hội thánh nhỏ cũng vậy. Those who do not have their own church buildings. Kể cả những hội thánh mà họ không có nơi nhóm họp riêng, họ không có cái tòa nhà thờ riêng của họ. They also participate in mission work. Thì họ cũng dự phần vào trong công tác truyền giáo thế giới. Not only churches in, you know, big city, big không church. Không phải chỉ những hội thánh lớn ở thành phố mới tham gia vào công tác truyền giáo thế giới. But the churches in rural area, churches in the countryside, they also thinking of sending or supporting missionaries. Mà các hội thánh ở miền quê, các hội thánh ở miền nông thôn, họ cũng bắt đầu, họ cũng tham gia vào việc là sai phái giáo sĩ. They do not matter whether how big the church is, how small the church is, they do not care. But they only trusting we are servant of Christ. The gospel we have, we cannot keep it only for ourselves. We have to share this gospel to other nations. Cho nên họ không quan tâm là hội thánh họ nhỏ hay là lớn, có đủ tiền để sai phái hay không. Họ chỉ cần biết rằng chúng tôi là những đầy tớ của Chúa và chúng tôi được kêu gọi để đem phúc âm của Chúa đến với các dân tộc khác trên thế giới. Some people say, well, your church is very old. That's why old church has to do mission work. Có một số người thì nói rằng gì? Bởi vì hội thánh của quý vị là hình thành lâu đời rồi, cho nên là những cái hội thánh như thế thì mới có thể tham gia vào công tác truyền giáo được. But not only these old churches. Nhưng mà không phải chỉ những hội thánh lâu đời này, có tuổi này. Newly planted.
mà cả những hội thánh mới được thành lập cũng tham gia vào công tác truyền giáo. Small newborn church. Cả những hội thánh những hội thánh nhỏ mà mới được thành lập. They also participating. They also, I mean, have a kind of the mandatory. We have to share this gospel not only among our people, but people abroad. Thì họ, những hội thánh nhỏ này mới được thành lập này, họ cũng cảm thấy rằng mình bị bắt buộc phải tham gia vào công tác truyền giáo, không phải chỉ đem phúc âm cho dân tộc của mình mà đem phúc âm đến những dân tộc khác trên thế giới nữa. So mission is not the, mission work is not dependent on how much money we have. Cho nên truyền giáo nó không phụ thuộc vào việc chúng ta có bao nhiêu tiền. Remember, mission work is not dependent on how big our church is. Hãy nhớ rằng công tác truyền giáo nó không phụ thuộc vào việc là hội thánh của chúng ta lớn cỡ nào. Mission work is not dependent on how big is our organization is. Nó cũng không tùy thuộc vào, không phụ thuộc vào việc là tổ chức của tôi nó lớn cỡ nào. Totally, mission is dependent on how do we strongly remaining in faith in Christ. Nhưng mà cái công tác truyền giáo được quyết định bởi việc là đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ mạnh mẽ bao nhiêu. Mission work is dependent on how much do we trust in the Lord. Cái công tác truyền giáo nó phụ thuộc vào việc là chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời bao nhiêu. Mission work is done by faith in Christ Jesus. Công tác truyền giáo được thực hiện bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. This is a basic but most crucial part that we have to hold as a practically. Cho nên đây là một cái điều rất căn bản nhưng là điều mà chúng ta cần phải nắm chặt cho chính mình. So when we recruit new missionaries, you know, nowadays the main world churches, they are participating to send out missionaries overseas. Khi chúng tôi tuyển mộ giáo sĩ thì ngày hôm nay có những cái quốc gia mới, những thành viên mới đã bắt đầu công tác sai phái giáo sĩ. Like the Philippines, or Myanmar, Romania, Vietnam, Egypt and India and many others. Như là Philippines, Myanmar, Romania, Vietnam, Ai Cập, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác nữa. So those countries used to be mission field before. Tất cả những quốc gia này trước đây đã từng là những cánh đồng truyền giáo, những nơi tiếp nhận giáo sĩ. And then nowadays they have a big awareness. Wow, we have to participate world mission movement too. Nhưng mà bây giờ hội thánh ở tại những nơi này họ đã có một cái sự nhận thức mới là họ cần phải dự phần ở trong cái phong trào truyền giáo thế giới nữa. Then first thing they confronted, well, yes, we want to do it. We know how important mission work is. But you see, the reality is our church is too small. Và nhiều người nói rằng, vâng, bây giờ chúng tôi nhận biết rằng mình cần phải tham gia vào công tác truyền giáo thế giới. Nhưng mà quý vị thấy không, bây giờ hội thánh chúng tôi nhỏ quá. And also our country is not a rich country at all. Và đất nước của chúng tôi chẳng phải là một đất nước giàu có gì cả. We may not be able to afford all the mission money to send out missionaries overseas. Cho nên chúng tôi sẽ không thể nào đủ kinh phí để mà có thể hỗ trợ cho việc sai phái giáo sĩ đi nước ngoài. So this kind of human calculations, human mentalities are based on. That's why many church, many individuals from those newly sending countries, they are a bit reluctant to step into mission movement. Và chính vì cái sự tính toán mang cái cách của con người này, chính vì cái tư tưởng mang tính con người này mà rất nhiều những lãnh đạo hội thánh ở tại những quốc gia gọi là mới nổi này á, họ đã lưỡng lự chần chừ trong việc là tham gia vào, bước vào trong công tác truyền giáo thế giới. For example, we are actively recruiting, you know, new missionaries from that circle, the Northeast India. Ví dụ như ngày hôm nay thì tổ chức của chúng tôi đang huy động để tuyển mộ những giáo sĩ từ khu vực Đông Bắc Ấn Độ.
And these are the our you see the new people, new missionaries coming from that area. Và đây là những cái giáo sĩ mà chúng tôi đã tuyển mộ được đến từ những cái khu vực đó. 2016. Đây là những thành viên mới của Hội Quét năm 2016, 2017, 2018, 2018 and the 2019 và 2019. And 2021 this year. 2021, đây là những người mới nhất. There are more and more new missionaries are coming in from those areas. Và càng ngày thì sẽ càng có nhiều hơn những giáo sĩ đến từ cái khu vực này. And in the beginning the churches they were questioning and inquiring. As you know, our church is financially we are not rich. Do you think we can participate in this mission work? Và lúc đầu thì lãnh đạo các hội thánh ở những khu vực này thì họ thường thắc mắc và họ chất vấn chúng tôi rằng bây giờ mục sư thấy ông, bây giờ hội thánh của chúng tôi là nhỏ quá, không đủ tiền, liệu rằng chúng tôi có thể tham gia vào công tác truyền giáo thế giới được không? They were questioning, you see our country India is financially not rich like Britain, not rich like the US, not rich like Korea. So can you think we can participate mission work? We can participate to send out missionaries to all of the world. Đất nước Ấn Độ của chúng tôi thì không có giàu có như Anh, như Mỹ hay là Hàn Quốc của quý vị. Thì bây giờ làm thế nào quý vị nghĩ là chúng tôi có thể nào dự phần trong công tác truyền giáo thế giới, dự phần vào việc sai phái giáo sĩ đến những dân tộc khác hay không? Indeed, some of those missionaries who were sent from that country, that place, when they went mission field, they really, really surprisingly small amount of money and they went into mission field. Thực tế là có những giáo sĩ mà khi bắt đầu bước vào trong những cái đồng truyền giáo đó thì một điều rất là ngạc nhiên là khi họ đi ra thì họ chỉ nhận được một sự hỗ trợ rất rất là nhỏ thôi, nhưng mà họ vẫn sẵn sàng quyết định bước đi. Working abroad monthly $1,175 or $76. Do you think would that be possible to survive mission field? Có những người mà khi đi ra nước ngoài truyền giảng làm giáo sĩ mà cái sự hỗ trợ hàng tháng của họ chỉ là $175 hay là $76 mà thôi. Vậy thì theo quý vị thì những người đó có thể sống sót được ở tại đất nước đó hay không? Human calculation is a finish, it's impossible. Cho nên đối với cái sự tính toán theo kiểu con người thì không thể nào thực hiện được, bất khả thi. But as long as they have a strong faith, the Lord, He has called us, He is sending us, and He will be our provider. Depends on having this faith or not, that makes possible. Cho nên, cái điều mà khiến cho họ có thể bước đi ở đây đó là một cái sự phát triển trong cái đức tin của họ. Họ tin rằng chính Chúa là đang kêu gọi họ, chính Chúa là đang sai phái họ, thì chính Chúa cũng sẽ là đang cung ứng cho họ, và chính cái đức tin nơi cái điều đó đã giúp cho họ có thể mạnh dạn bước ra cái đồng truyền giáo. Believe or not, tin hay không là tùy quý vị. They are now on the field now. 4 more years they're working. Of course, the Lord provided with different ways, but they are now working actively. Nhưng tin hay không là ở quý vị, nhưng mà những người mà tôi đã nói cho đến giờ này họ đã ở trên cánh đồng truyền giáo được 4 năm và hầu việc Chúa một cách tích cực, và chính Chúa đã dùng hết cách này đến cách khác để tiếp trợ cho họ. So this circled place we call, I say northeast India. Cái vòng tròn màu đỏ bên góc phải đó là cái khu vực mà tôi gọi là Đông Bắc Ấn Độ. Among that circle there is a small the area the in the state of Manipur state. Và trong cái khu vực Đông Bắc Ấn Độ đó thì có một cái tiểu bang nhỏ tên là Manipur. And then that small area there is a one denomination EBC. Trong cái khu vực Manipur tiểu bang nhỏ đó thì có một cái giáo hội cũng nhỏ tên là Hội Thánh Baptist, Hội Thánh Tin Lành Baptist Convention. Yeah, and then whole denomination they have only 150 churches. Và tính tổng số ở trong tính tất cả toàn bộ trong cái giáo hội đó thì họ chỉ có 150 hội thánh mà thôi, hội chúng mà thôi.
And then their members including children, 60,000. Và cái hệ phái này họ có tổng cộng già trẻ lớn bé chỉ có 60,000 tín hữu thôi. This small denomination, they send out 110 missionaries overseas. Nhưng mà do cái hệ phái nhỏ này họ đã sai đi 110 giáo sĩ ở hải ngoại. Another 50 to 100 to inland domestically, you know, where there is no church. 50 to 100. À, và họ đã cũng đã sai phái từ 50 tới 100 giáo sĩ ở tại nội địa. And then among them, they sent 30 missionaries into our organization work. Và trong số đó thì họ đã sai phái 30 giáo sĩ vào tổ chức của chúng tôi. Humanly calculation, 150 churches. How can they manage to send out 110 missionaries? Theo sự tính toán của con người thì làm sao 150 cái hội thánh đó lại có thể đủ khả năng để mà sai phái hơn 110 giáo sĩ được? But trusting in the Lord. Nhưng mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời. If the Lord provides. Nếu mà Đức Chúa Trời cung ứng. They can do it. Thì họ có thể làm điều đó. All those new workers. Đây là những giáo sĩ đến từ cái hội thánh Baptist. The country, small country I mentioned by my, you know, the former mission field. Cái quốc gia nhỏ mà tôi đã nói là cái cánh đồng truyền giáo trước đây của tôi đó, Gambia. And the 1.5 million whole population. Tổng dân số chỉ có 1,5 triệu người thôi. As I said, 90% of them are Muslims. Và như tôi đã nói, 90% là Hồi giáo rồi. 2021 GDP of Gambia is $705. That's all. Và theo tính toán năm 2021 thì GDP thu nhập bình quân đầu người của họ tỷ khoảng là $705, tức là khoảng 16 triệu thôi. Still poor country. Vẫn là một quốc gia rất là nghèo. And then among them, the WEC founded denomination called ECG Gambia, Evangelical Church of the Gambia. Và ở trong số những cái hội thánh này, hệ phái thì có một cái hệ phái được thành lập bởi giáo sĩ của hội WEC, là hội thánh Tin Lành Gambia. As I said, this Muslim country. Như tôi đã nói, đây là quốc gia Hồi giáo. Whole denomination, whole church members, less than 2,000. Toàn bộ số người Tin Lành ở trong tất cả các hệ phái chỉ là 2,000 tín đồ thôi. And the small, mostly small church, 27 small churches. Và ở trong cái hội thánh Tin Lành Gambia này đó thì chỉ có 27 hội chúng thôi. But from this small denomination. Nhưng mà từ cái hệ phái này, từ cái hội giáo hội này. Small this church. Với những cái hội thánh rất là nhỏ ở trong hệ phái nhỏ này. They sent out 7 missionaries. Họ đã sai đi 7 giáo sĩ. 3 overseas. 3 giáo sĩ đang hầu việc Chúa ở hải ngoại. 4 inland. 4 giáo sĩ hầu việc Chúa trong nội địa. Humanly calculation, that's impossible. Đối với tính toán của con người thì đó là điều không thể. But by God's, you know, help, they can do it. Nhưng mà với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì họ có thể làm được điều đó. They don't say, well, our church is just small. We are waiting until our church is get bigger. Họ không nói rằng, ồ, bây giờ hội thánh của chúng tôi còn nhỏ quá, phải đợi cho hội thánh tăng trưởng, phát triển mạnh hơn đã. That's why from the beginning, even smaller cities, smaller church, they participate to world mission movement. Đó là lý do mà ngay từ đầu, khi mà hội thánh của họ còn rất là nhỏ, thì họ đã bắt đầu dự phần vào trong công tác truyền giáo thế giới. We say, this is mission planting. Và chúng tôi gọi cái điều này, đó là mission planting, tức là gieo trồng cái công tác truyền giáo, gieo trồng sứ mạng. And when you have that kind of God's calling toward world mission. Và khi quý vị có được cái sự kêu gọi đó trong công tác truyền giáo thế giới. Please do not calculate your own human calculation. Thì xin vui lòng đừng có sử dụng những cái sự tính toán của con người mình.
please do not say that our church is too small. Đừng bao giờ nói rằng hội thánh của tôi nhỏ quá. To please do not say that our church budget is too little. Đừng bao giờ nói rằng cái ngân quỹ của hội thánh chúng tôi giới hạn quá. You are not supposed to minimize God's almighty power. Quý anh chị em đừng bao giờ đánh giá thấp cái quyền năng của Đức Chúa Trời. And Jesus clearly mentioned, do not take along any gold or silver or copper in your belt when you go out. Và Chúa Giêsu đã nói rất là rõ rằng đừng có đem vàng bạc hoặc tiền khi các con đi ra. I am the provider. Ta chính là người cung ứng cho các con. Trust in me. Hãy tin cậy ta. Well, this is today's the lessons. I mean, thinking of churches in Vietnam. Và đây chính là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ đến hội thánh là tại Việt Nam. Not only CMA Church. Không phải chỉ là hội thánh CMA. Presbyterian or Baptist or VCM, no matter what denomination you are. Hội thánh trưởng lão, hội thánh Baptist hoặc là hội thánh Cơ Đốc truyền giáo, bất kể quý vị thuộc hệ phái nào, giáo hội nào. Human calculations compared with the Korean big mega churches or American big mega churches, it looks small. Nếu mà theo cái sự tính toán của con người so sánh hội thánh Việt Nam với hội thánh mega church ở tại Hàn Quốc hoặc là ở tại Mỹ thì nhìn thấy hội thánh Việt Nam mình nhỏ bé quá. But the Lord Jesus, who is calling us as a missionary or missionary church, is the same to Korea, same to US, same to Vietnam. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đấng đã kêu gọi chúng ta vào công tác truyền giáo, đấng đã kêu gọi chúng ta thành lập những hội thánh truyền giáo, là Đức Chúa Trời, cũng là Đức Chúa Trời của người Hàn Quốc, của người Mỹ, và Ngài cũng là Đức Chúa Trời của người Việt Nam. This is a matter of trust in the Lord. Và đây chính là cái phương cách tin cậy nơi Đức Chúa Trời. So we call this is faith mission. Và chúng tôi gọi cái điều này là truyền giáo bằng đức tin. This is the time that the churches in Vietnam, you are supposed to step forward to this world mission movement. Và tôi tin rằng đây chính là thời điểm để hội thánh ở tại Việt Nam, quý vị sẽ tiến lên tham gia vào trong công tác truyền giáo thế giới. Don't look at to your size of your church. Đừng bao giờ nhìn vào cái kích cỡ hội thánh của mình. Don't look into your financial budget. Đừng nhìn vào cái ngân quỹ tài chính của mình. But look up heaven, the Lord who's got the whole world. Nhưng mà hãy nhìn lên trên trời, nơi mà Đức Chúa Trời là chủ tể của cả vũ trụ này. This is today's message we call faith mission. Và đây chính là cái phần mà tôi chia sẻ ngày hôm nay, tôi gọi đó là truyền giáo. So I want to stop here in my session and then I want to give you some time of questioning. Và tôi xin phép dừng lại ở đây. Và tôi muốn dành cho quý vị một thời gian để có thể đặt câu hỏi. Okay, thank you very much, Byung-guk, for your marvelous teaching. And would you be able to stop your share screening? Yeah. Thank you very much. Mm. All right. So, as I mentioned before, before we heading into question and answer time, can you just take time to take group photo? Trước khi chúng ta có thời giờ đặt câu hỏi và trả lời thì xin quý vị giúp cho chúng ta có thể chụp chung một tấm hình kỷ niệm với một sư Du được không ạ? Quý vị có thể vui lòng bật cái màn hình của mình lên. Chúng ta sẽ chụp. Ở đây thì có 5 trang tất cả cho nên có phải chụp 5 lần ạ. Yeah. Please turn your cameras on. Yeah, xin mời mọi người có thể bật camera lên. Yeah. Okay, smile. You're welcome to raise any question. Yeah, xin mời mọi người cười tươi ạ. Okay, here you go. 1, 2, smile. Everyone, 1, 2, 3. Just a moment, I have to, because like you've got some. All right, here you go. 1, 2, 3. One more. One, cái nữa ạ. 3. Many more, no problem. I will be awakened to respond to your questions, even though I don't sleep. Okay, so it's done, and now it's time to ask questions. If you have any
any inquiries, just feel free to ask Dongguk any questions right now. Yeah, Mục sư Du nói rằng quý vị cứ sẵn sàng đặt câu hỏi, cứ mạnh dạn đặt câu hỏi, tôi sẵn sàng và đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của quý vị, mặc dù là tôi đã không hề ngủ trong suốt chuyến bay cũng như trong suốt buổi ngày hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi nào, xin quý vị có thể mở micro và đặt câu hỏi. Yeah. Có phải Mục sư Sang có câu hỏi nào không ạ? Dạ thưa, không thầy. Chào. Dạ, dạ. Ok, cảm ơn Mục sư. Dạ. Có ai có câu hỏi nào thì quý vị có thể chia sẻ. They want to listen to you. They don't want to ask question, that's why. Because sharing and listening, questioning and answering is more, somehow is more advantage to gaining some knowledge. Yeah. Mục sư nói là đôi khi việc đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi thì nó cũng giúp đỡ cho mình nhiều trong việc mình có thể thêm những cái sự hiểu biết. Dạ, có ai có câu hỏi nào không ạ? Dạ thưa, tôi có câu hỏi nhưng mà chắc có lẽ không có phải trong bài học mà là cái kinh nghiệm để tôi muốn học á. Dạ. Dạ thưa, tôi muốn hỏi một sư Du, động cơ nào mà một sư tiếng kêu gọi Chúa mà đưa một sư tới qua bên Africa? Dạ. One pastor from the US, he writes a question, not in the lecture, but it's quite personal to your life and ministry. Her question is, what is the motivation that made you move to Africa and to work as a missionary there? Good question. Yeah, một câu hỏi rất là tuyệt vời. It was the 1970s. Đó là vào năm 1970. At that time, there was not many Korean churches talking about world mission. Lúc bấy giờ thì không có nhiều hội thánh Hàn Quốc nghĩ về việc là truyền giáo thế giới. But I happened to attend one occasion, you know, so-called mission night. Nhưng mà tình cờ là tôi có cơ hội được tham dự một cái chương trình đó gọi là đêm truyền giáo. Of course, I did not know. I never had heard about that the world mission till that day. Thực tế là tôi chưa bao giờ nghe đến cái từ mission, tức là sứ mạng, cho đến cái thời điểm đó. And the person was a resource person presenter. He presented world map, saying that this is world, and we as a Korean we have so many churches here in Korea, but at the same time. There are certain countries. There is no church, no believers. They never had the chance to listen gospel once throughout their lives. Và trong cái buổi tối đó thì có một người mục sư mà người chia sẻ đó, ông đã đưa lên một cái bản đồ thế giới rất là lớn và ông bắt đầu chia sẻ với chúng tôi rằng bây giờ chúng ta đang ở đây tại Hàn Quốc thì có rất nhiều hội thánh, nhưng mà có rất nhiều những quốc gia trên thế giới, chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, chưa hề có một hội thánh nào, thậm chí là chưa có người tin Chúa và chưa có một người, thậm chí có những người mà chưa được một lần trong đời nghe về danh Giêsu. And he simply challenged, "Woe to you, woe to Korean church, if we do not respond God's calling, if we do not send out missionaries." Và rồi ông chỉ đưa ra một cái lời thách thức, đó là khốn nạn cho quý vị, khốn nạn cho hội thánh Hàn Quốc nếu như quý vị, nếu chúng ta không tham gia vào trong công tác truyền giáo thế giới, đem tin lành đến những dân tộc đó. It was a really really challenging, you know, voice to me. Và đó là một cái tiếng đầy thách thức đối với tôi. Simply, as a young man, I simply responded, "Lord, I am here. Send me, Lord." Và lúc bây giờ thì simple response. Là một người thanh niên trẻ tuổi thì cái tôi đáp ứng một cách rất là đơn giản, tôi chỉ nói rằng Chúa ơi, có con đây và Chúa sai con. And I kept my promise to the Lord and I went down to the country, the Cambodia, where there is a mostly Muslim dominated country. Và tôi đã giữ cái lời hứa nguyện của tôi với Chúa để đến tại năm Gambia, là một quốc gia Hồi giáo, để giảng tin lành. Yeah.
Of course, and until I went down to that country, I entered the country, there was just so many, many challenges, but we had experienced every challenges when we confronted Lord's help, Lord's care, and that really make a concrete faith and trust in the Lord. Và rồi thực tế là khi chúng tôi đặt chân đến tại Gambia thì có quá nhiều những thách thức, có quá nhiều những khó khăn dành cho chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi đã, điều đó đã giúp đỡ, chúng tôi đã kinh nghiệm sự giúp đỡ của Chúa, sự cung ứng của Ngài, sự chăm sóc của Chúa. Và rồi điều đó cũng đã giúp phát triển đức tin của chúng tôi nơi sự tin cậy Chúa một cách hoàn toàn. Dạ, xin mời Mục sư Tâm ở Úc có câu trả lời ạ. Pastor Tom from Australia, I will raise a question. Xin mục sư có thể hỏi bằng tiếng Việt và tiếng Anh luôn để cho tiết kiệm thời gian. Tôi hỏi bằng tiếng Việt thôi thầy, dịch lại giùm. Tôi hoàn toàn đồng ý với mục sư Du về việc dấn thân vào công tác truyền giáo và chỉ trông cậy vào sự cung ứng của Đức Chúa Trời là trên hết tất cả mọi sự. Như vậy thì chúng ta giải thích như thế nào về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu ở trong Luca đoạn Luca đoạn 14 câu 28 về việc Chúa dạy một người xây cất một cái thành hay một cái tháp thì phải ngồi xuống để mà tính phí tổn rồi mới cất, chứ nếu không thì cất không xong thì trả lời như thế nào. Thì chúng ta so sánh lại coi cái đức tin đây, sự trông cậy hoàn toàn ở Đức Chúa Trời để dấn thân, không tính toán về công tác truyền giáo. Và việc Chúa dạy mình trước khi dấn thân công việc Chúa phải ngồi lại để mà suy tính cho nó rõ ràng về cái giá mình phải trả, những phí tổn đó, thì nó có trái ngược với nhau không ạ? Xin một sự trả lời. Yeah, I totally agree with you about the trust and the faith in our Lord Jesus when we go out to participate in the world mission. But how can we explain the teaching of the Lord in Luke chapter 14, verse 28? And he said that whoever of you want to build a tower should first sit down and calculate the cost, otherwise you cannot finish it. Is there any contradiction between what you share, the principle you mentioned, and the teaching of the Lord Jesus in Luke chapter 14? I'm not a biblical, you know, the lecture scholars, but that context and what when Jesus sent out his workers, when Jesus gave this instruction, most of the time before he sent out his workers, 12 workers or 72 workers. So this is kind of more likely. Of course, we need sometimes when you build a church buildings, you need estimation how much money you need. But that is different story. This is more likely trusting. Jesus means do not take means it doesn't mean you don't need this kind of things. You may need it, but when you need it, I am the provider. Before you go out, before you confronted these challenges, you need to keep this faith in you first. You need to make sure between you and me, I am your Lord, you are my servant. Build a concrete relationship before we send out. That is actually the theme of this teaching, I think. Yeah, mục sư trả lời như thế này. Tôi không phải là học giả kinh thánh, cho nên tôi cũng không có giải thích nhiều hơn, nhưng mà ở đây cái chỗ này tôi muốn nói là khi mà chúng ta đọc trong cái sách Phúc Âm thì chúng ta thấy cái nguyên tắc mà tôi đã trình bày đó, tức là phải tin cậy Chúa đó, nó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Bất cứ khi nào mà Chúa sai phái những môn đồ của Ngài đi ra, hoặc là 12 người hoặc là 72 người, thì trước khi ra đi Chúa đều dặn dò họ như vậy. Và theo tôi nghĩ là khi mà Chúa nói đừng đem theo cái này, đừng đem theo cái kia đó, thì nó không có nghĩa là họ không cần những cái đó. Nhưng cái điều nguyên tắc mà Chúa muốn dạy họ ở đây đó là một cái sự tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Tin rằng bất cứ điều gì họ cần,
thì chính Chúa sẽ là đấng cung ứng cho họ. Nói cách khác, bài học mà quan trọng nhất mà Chúa muốn dạy họ đó là đức tin nơi Chúa là điều quan trọng nhất. Và họ cần phải biết rằng cái mối quan hệ giữa họ với Chúa đó là Chúa là chủ và họ là đầy tớ của Chúa. Cho nên trong cái bối cảnh mà những câu kinh thánh này thì tôi rút ra được nguyên tắc như vậy. Yeah. Thank you. You're welcome. Reverend, well, by the way, where about in Australia you stay? Mục sư sống ở đâu? Mục sư sống ở đâu? Ở tại Úc. Where do you live in? What city? I live in Melbourne, Australia, yes. Oh. Yes. Okay. Yeah, he stay in Melbourne, yes. Mm-hmm. And he is very passionate in mission. Wow. Yes. If I knew earlier, we would have gone his church too when we visited Melbourne 3 years ago. Please come. Okay. Yeah. Cảm ơn mục sư Tâm. Yeah. Xin mời người khác ạ. Có câu hỏi nào quý vị cần? Mục sinh nhật cho tôi nói một tiếng mục sinh nhật. Yeah. Xin mời mục sư Phước. Yeah. Pastor Phước want to say something. Okay. Where is Pastor Phước? Yeah. Let me follow him. Pastor Phước. Yeah. Yes. Yeah. Tôi rất là đồng ý về cái câu hỏi của mục sư Tâm vừa qua. Nhưng mà cái câu này nó có nghĩa là không có nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy đầy đủ rồi mình mới đi. Lập kế hoạch, lập cái dự toán là cái chữ biết, mà giữa cái chữ biết của cái đầu của chúng ta và giữa cái trái tim của mình á, hiểu được ý muốn của Chúa để mình đi á, thì nó rất là khác xa. Nên vì vậy á, tôi khích lệ ký tôi tới của Chúa đó là chẳng có ai mà nói rằng đủ rồi mới đi. Nhưng mà trên một cái cơ sở nào đó mà thấy lòng mình được bình an, và mình cũng tính toán có thể gặp một số các vấn đề nào đó khó khăn, nhưng mà cái điều mà Đức Chúa Trời có cái trách nhiệm với mình á, thì mình bước đi thì Chúa cũng sẽ mở cho mình những cái cánh cửa để mình có thể bắt đầu được. Điển hình như cuộc đời của chúng tôi đây thì chúng tôi cũng học trường METC, cũng một sư du cũng có đến dạy, một sư nhật cũng biết một ít gì về tôi đó, và tôi không có được một cái hứa hẹn nào cả ngoại trừ vấn đề là nhân sự mở hội thánh mới thôi. Cho nên chúng ta phải viết ra một cái mũi tên T6. Khải tượng là gì? Sứ mạng là gì? Mục đích gì? Biết giống như một sư Tâm nói ở trong cái Luca đó, dự toán cái gì, cần gì cái gì á, và vấn đề là gì, cầu nguyện, và mình thấy rằng Chúa nói là yes thì mình đi. Và tôi luôn luôn bị gặp một cái câu hỏi đó là nếu như ông gặp một trở ngại gì mà bị bắt, hoặc là bị gọi là có một cái gì đó nó sai lầm ở trên quốc gia bạn đó, mà ông phải trở về thì ông không được trở lại chức vụ vì cớ ông đã vi phạm pháp luật. Thì tôi nói là tôi đồng ý. Mà cảm ơn Chúa, tôi không biết ngày sau, ngày trước sao, ngày mai làm sao, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi được bình an và cứ tiếp tục hầu vì Chúa thôi. Và những ngày trên đất này nó cũng ngắn lắm quý vị ơi. Cho nên thì thôi thì cứ bước đi. Và chúng ta không phải là chúng ta là liều mạng, mà chúng ta có một cái hành trình đức tin, mà cái sự cầu nguyện á, Chúa sẽ là đấng trả lời cho mình. Tôi nghĩ rằng tôi đâu có biết ông một sự tâm là có người mà sẽ liên lạc với tôi về sau này, nhưng mà chính là một sư Tâm là cũng là một trong những cái người mà đồng hành với tôi trong những ngày vừa qua, mà những cái cánh cửa nó mở hé thôi, giờ nó mở to một tí để chúng tôi có thể tiếp tục hầu vị Chúa đến bữa nay. Cho nên là xin thưa với quý vị là Đức Chúa Trời mở cửa, đừng có lo lắng, xin hết ạ. Yeah, mạo hiểm trong đức tin phải không mục sư? Không phải là liều mạng nhưng mà là mạo hiểm trong đức tin. Yeah. Yeah, bước đi trong sự. Yeah. Yeah. His sharing is quite long, but just to make it short. He agree with Pastor Tâm about the story in Luke chapter 14. But there is a difference between knowing with our head and knowing with our heart. So when we wait until they have enough money and then they go out to the mission field. But we need to go with our faith in the Lord, that whenever we step out, the Lord will open, will guide our next step and open another doors for us so that we can do His work. And but we need to take time to pray, and we also need to write down our plan. For example, what is our vision? What is the purpose? And what is our mission? And we pray, and if the Lord give us peace in our heart, then we go out with our faith, not
It's not like without thinking about any difficulties in her head. For example, for his case, he said that when he decided to go out to serve as a missionary in Laos, so many people questioned him, if you were caught in Laos then and was expelled from the country to go back to Vietnam, then you have no chance to serve, to do the ministry in Vietnam. So what do you think? And he agreed with that. He said, it's just okay. So what he's trying to say is we need to risk in faith, you know. When we go with such a belief that God is our provider, then he will open the door for us. Amen. Yeah. Cái khó khăn nhất của tôi là thuyết phục vợ tôi. Cái khó khăn nhất của tôi thuyết phục vợ tôi, và cảm ơn Chúa là vợ tôi đồng ý. Cho đến giờ thì chúng tôi thấy rằng cậy ơn Chúa thôi. Và 4 năm cầu nguyện thì nhà tôi mới đồng ý để đi. My most difficulties is to persuade my wife to go with me. And I spent 4 years praying and finally God works in my wife's heart and she agree, she willing to go with me. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Cảm ơn Mục sư Phước. Yeah. Tôi thấy có một câu hỏi ở đây ạ. Có một người hỏi rằng có khóa huấn luyện chuyên sâu về truyền giáo môn đồ hóa vì những người ngày qua có thể là tổng quát để mình nắm sơ qua và khích lệ mình phải không ạ? Trang bị để có thể truyền giáo trong hội thánh địa phương, hoặc mình có thể đăng ký làm thành viên và tham gia khóa học online, một vụ của online để trang bị truyền giáo cho địa phương. Dạ, xin thưa với người hỏi câu hỏi này, tôi không biết là ai bởi vì cô Joyce trong tiếng Anh. Cho nên là đây là một cái cơ hội để mình ngồi lại trong cái hai ngày tuần trước và hai buổi sáng trong tuần này để được khích lệ, được thách thức cho cái sứ mạng truyền giáo. Tuy nhiên như cô đã nói thì chúng ta cần thêm những cái khóa học khác để trang bị. Thì ví dụ như ở tại Việt Nam chúng ta có khóa học về Kairos, rồi có Kairos dành cho thanh niên, hay là một số khóa học với SEE hay là EE của sư Phước, rồi những cái khóa học khác. Riêng về hội truyền giáo web của chúng tôi thì trong thời gian tới chúng tôi có cái khóa gọi là huấn luyện truyền giáo và tiếng Anh, rồi sau đó sẽ có kết hợp với một tổ chức truyền giáo để có một lớp gọi là đã lớp học vào về một khóa huấn luyện môn đồ, và sau đó thì có một khóa huấn luyện về xuyên văn hóa. Thì nếu quý vị cảm thấy có cái sự quan tâm thì có thể liên hệ với chúng tôi và chúng ta sẽ trao đổi thêm về những việc này. Xin cảm ơn. Một sư xin khích lệ cô đó đi học Kairos đi. Học cô gì vừa hỏi đó, nếu chưa học là học Kairos, học cho tới nơi tới chốn đi. Khích lệ. Dạ, yeah. Xin mời mục sư Phát ạ. Sư Phát, tôi thấy raise hand, không biết mục sư Phát có phải có câu hỏi không ạ? Dạ, 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 đúng rồi. Dạ, yeah. Xin mời mục sư. Cảm ơn mục sư Yun có một bài học rất là hay. Và hôm nay thì có thời giờ câu hỏi thì tôi cũng có một câu hỏi ngắn thôi. Thì bây giờ cái vấn đề mà giữa cái việc mà mình đi truyền giáo đó, mình đi đến một cái nơi khác, thì con người của mình nó giữa cái đức tin và cái cảm xúc nó dễ lẫn lộn. Thì ví dụ như là có nhiều người là đi nhưng mà rồi là sau này là thấy rằng là đó không phải là ý Chúa, nhưng mà có người đi thì cũng đó theo là đó là ý Chúa. Cho nên nó là trước khi đi thì có một số người thì nói là tôi phải cầu nguyện xin dấu hiệu của Chúa, dấu hiệu kia là áp dụng cái vấn đề của Gideon. Thì thưa mục sư là ngày hôm nay cái vấn đề mình xin cái dấu hiệu đó có được không, hoặc là có áp dụng cho cái thời buổi này không? Yeah. Yeah. Pastor Fat has one question regarding to knowing the will of God for us going out for missionary work. He said that there are some people who are confused between faith and feeling. When they go, they feel that they are called to go out. But after a while, they realize that it's not God's will for them to go to the mission field. So at first they think that it's God's will for them to go, but later on they said, it's not God's will for me. So some people, before they go to the mission field, they also ask the Lord for giving them special sign to discern the will of God. So his question is it still applicable for asking
special signs from the law regarding to, you know, discernment the will of God in terms of going out as a missionary? It's a good question. Yeah, một câu hỏi rất tốt ạ. And as my experience, personally, I never had that kind of supernatural kind of, you know, things happen. For example, Jesus appeared to me and tell me, he told me, you go to Africa. I've never had that kind of experience. Yeah, đối với tôi thì thành thật mà nói là tôi chưa bao giờ có những cái trải nghiệm một cách siêu, những cái kinh nghiệm mang tính siêu nhiên như thế. Chưa bao giờ Chúa Giêsu, tôi thấy Chúa Giêsu xuất hiện ra và nói với tôi rằng là con phải đi qua châu Phi để làm giáo sĩ cho ta ở tại đó. But at the same time, in certain events, when we participate, or when we read Bible, or when we read, when we confronted certain event, we were emotionally or even spiritually, we were challenged. Wow, seems to be the Lord is calling me to go out as missionary. Nhưng mà đôi khi thì trong một số cái sự kiện hay là nhất định, chẳng hạn như là mình tham dự một cái hội thảo nào đó, một buổi nhóm nào đó, hay là mình đọc Kinh Thánh đó, thì có thể là mình được Chúa cảm động ở trong lòng và cái cảm xúc của mình nó dâng lên và mình cảm nhận là dường như Chúa kêu gọi mình để đi ra làm công tác truyền giáo. So, but in that case, the most of cases like that, that's why we need a church. Và trong hầu hết các trường hợp thì nó thường là như vậy, và do đó chúng ta cần có một hội thánh. And the church leadership. Và cái lãnh đạo của hội thánh địa phương. And we need a mission. Và chúng ta cần những cái tổ chức truyền giáo nữa. And we need to discern whether this man or this woman or this couple's saying that they have a missionary calling, whether that is really, really coming from the Lord or their personal emotional response. We need to discern it. Và lúc đó thì các lãnh đạo hội thánh cũng như là những cơ quan truyền giáo, những tổ chức truyền giáo đó sẽ có thể giúp đỡ cho cái người đó trong việc là xem xét thử là cái người này thực sự là đúng là người mà Chúa kêu gọi để bước ra cái làm giáo sĩ, hay là chỉ là cảm xúc nhất thời của họ mà thôi. Cả hai đều sẽ có thể là sẽ cùng giúp đỡ cho cái người đó nhận biết được cái ý muốn của Chúa một cách rõ ràng. For example, one of your church members, Pastor Pat Church, young man or young woman, she want to become a pastor. Ví dụ như có một thanh niên hay là thanh nữ trong hội thánh của quý vị đang làm quản nhiệm mà đến nói là, ôi thưa mục sư, tôi muốn trở thành một người hầu việc Chúa. But as a pastor of that church, one of your the members have that kind of calling. You need, you know, discern it whether that is a really genuine one or certainly emotional, impulsive decisions. Cho nên khi quý vị là mục sư mà nếu có tín đồ nào đến nói với mình như vậy thì chính quý vị sẽ là người mà có một cái sự nhận biết là liệu rằng cái điều này nó phải là một sự kêu gọi chân thật hay lòng hay không, hay là nó chỉ là cảm xúc của người đó mà thôi. Of course, even the pastor's discernment is also limited. Nhưng mà thậm chí ngay cả đôi khi cái sự nhận biết của mục sư quản nhiệm nó cũng có thể bị giới hạn. So we send that person or that couple to Bible school or Bible college. Thì chúng ta có thể gửi người đó đi vào trường Kinh Thánh chẳng hạn. And during Bible school, Bible college study time, the teachers or themselves, they know whether that is really God's calling or not. Thì lúc đó thì có thể các giáo viên ở trong trường Kinh Thánh hoặc là bản thân cái người đó sẽ bắt đầu xác nhận lại là liệu rằng đó có phải thực sự là sự kêu gọi. We call screening stage. Và chúng ta gọi đó là cái giai đoạn sàng lọc. And somebody want to go out of overseas. But not say you go, but that case you need take some kind of screening stage from professional mission agencies, whether this person or this couple's calling or responding is genuine or just emotional, you know, the impulsive decisions. So the mission agency also will take some time to discerning or screening time. Yeah, cho nên chúng ta rất cần những cái tổ chức truyền giáo gọi là chuyên nghiệp á, có những cái kinh nghiệm trong việc sàng lọc những cái ứng viên để giúp cho họ nhận biết được rằng
thực sự là họ được kêu gọi để làm giáo sĩ hay không, hay đó chỉ là cái cảm xúc cá nhân mà thôi. Và cái việc đó là một điều hết sức là quan trọng. But by saying this, we may be able to screen perfectly. No, we can also be failed. We cannot screen human being perfectly. Và bằng cách nói là việc sàng lọc thì chúng tôi không có muốn nói là, không có ý nói rằng bây giờ chúng tôi sẽ có sàng lọc một cách hoàn hảo, nghĩa là đúng người hết tất cả, nhưng mà có thể chúng tôi cũng có những cái sự sai lầm ở trong cái sự nhìn nhận đánh giá của mình, trong sự sàng lọc của mình. By church, well, this person is really, really committed, good man or woman, or the mission agency, well, this man or woman, he is really ready to go mission field, so we send. But that is not all. Even that kind of people consequently fail too. Ngay cả khi có những người mà được mục sư lãnh đạo hội thánh, là thậm chí là lãnh đạo của cơ quan truyền giáo, nói rằng ồ, là người này là người phù hợp, người này là người mà sẵn sàng để đi ra cánh đồng truyền giáo rồi đó, thì ngay cả những người đó, cả khi mà cả hai bên đều có chung nhận định như thế, thì cũng có thể là đều nhận định sai cả về thất bại đó, thất bại. If we use all this kind of God's institution, church or mission agency, we may be able to certain level of screening too. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng cái hội thánh và những cái tổ chức truyền giáo như là những cái công cụ để mà tiến hành sàng lọc đó, thì chúng ta có thể là chắc chắn được một cái phần nhất định nào đó trong việc sàng lọc của mình. Let's use this church or Bible school or mission agencies as much as we can. Yeah. And then using equipping those agencies in order to screening Lord's workers. Otherwise, if somebody by their own decision is true, often it was not God's calling at all, but they did by their own decision and they went out. Consequent was not so good. Cho nên hãy sử dụng hội thánh địa phương, những cái trường kinh thánh ở tại địa phương, hay là những cái tổ chức truyền giáo, để mà giúp đỡ cho việc sàng lọc giáo sĩ, kiểu rằng họ đi ra là bởi cái quyết định riêng của họ, ý riêng của họ, chứ không phải thực sự là một cái sự kêu gọi rõ ràng từ nơi Chúa. Yeah. On the other hand, God's calling was clear, and the church screened well, mission agency screened well, and they were sent by God. She was sent by God, and arrived at mission field. But that is not all. Mission field is very, very challenging aspect everywhere. So that's why they need a team. They need a consequent membership relationship or member care, you know, the so that that person that they are calling can last long. Even good missionary candidate, good missionary mission called person, that can be also failed during their missionary work. Lack of member care, lack of accountabilities. So that's why mission work is a teamwork. Together, we need co-workers in our team. We need a membership in the church. Yes. Nhưng mà một mặt khác thì ngay cả những người mà thực sự được sự kêu gọi của Chúa, ngay cả những người mà được hội thánh địa lãnh đạo hội thánh địa phương hoặc là lãnh đạo tổ chức truyền giáo mà đánh giá tốt á, thì khi họ đi ra cánh đồng truyền giáo, họ vẫn có thể thất bại và vẫn có thể bỏ cuộc. Cho nên bởi vì rằng khi làm việc trên cánh đồng truyền giáo thì nó đầy những cái sự thách thức, và do đó nó đòi hỏi có một cái sự member care, tức là đòi hỏi việc mà chăm sóc những cái nhân sự, những giáo sĩ đang làm việc trên cái đồng truyền giáo đó rất là tốt, để rồi họ có thể hầu việc Chúa và có những cái kết quả còn lại lâu dài. Cho nên công tác truyền giáo là một cái công tác đòi hỏi cái sự làm việc nhóm, cái đòi hỏi cái tính đồng đội, và chúng ta cần phải có một cái sự liên hệ thật là tốt với hội thánh địa phương, với tổ chức truyền giáo, với những nhân sự cùng làm việc với mình ở trên cánh đồng truyền giáo, để đảm bảo rằng cái công tác của mình ở trên cánh đồng đó nó được kết quả, và kết quả đó nó còn lại. That's why when we have a new missionary candidate applied us, we always
requesting their belonging church pastors or leadership's recommendations. Cho nên khi có bất cứ một cái ứng viên giáo sĩ nào tiếp cận chúng tôi và xin gia nhập tổ chức của chúng tôi thì điều đầu tiên chúng tôi làm là chúng tôi yêu cầu họ phải có cái giấy giới thiệu của mục sư lãnh đạo hội thánh của mình. If somebody applied to us and we ask Pastor Pat to give your recommendation, then Pastor Pat says, well, this man is not good. He's not a missionary candidate at all. Then if you recommend this, we may be very much, reluctant to accept that person into our organization. Nếu mà một ứng viên nào đấy nộp đơn của chúng tôi mà nói rằng mà tôi nhận được một cái lời comment, tức là lời giới thiệu, một cái lời từ mục sư quản nhiệm của người đó nói rằng người này hoàn toàn không phù hợp để làm giáo sĩ, người này hoàn toàn không được kêu gọi cho công tác này, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ rất là lưỡng lự trong việc tiếp nhận cái người đó. Okay, so it's due to time limit. So two more people actually raise up their hands. So I think it's time to move on to the next person. Yes, xin lỗi vì thời gian hạn chế cho nên còn có hai người đang đặt câu hỏi, cho nên xin dành cho hai người đó. Xin mời Pastor Kim. I saw your hand rise up. Mục sư Kim. Yes, thank you, Reverend Yu, and your wonderful lecture and very challengeable teaching. I'm serving in the city of Da Nang and young people, the Vietnam young people in Vision Church. And there are few people who are interested in mission. And so now we are considering them to send out. So in WEG and in IMM, would you introduce, because there may be some of churches in Vietnam, some of pastors in Vietnam who are already in this online, maybe they have young people who are ready to go out. And so if you can introduce about and how can we train them, like a language, and train them about mission, and then send them out. When we send them out, and actually practically from Vietnam, then how much the monthly support the church need to prepare for them. So if you give us just a brief figure, then we can prepare for that. And also we can send them to be trained and then also be prepared more practical way. Can I answer for the training let and me, preparation? Let me interpret the question. Translation first. Okay. Ông Mục sư Kim đang học Việt Chúa tại Đà Nẵng và ông hầu thánh của ông thì có những người trẻ và có một số người thì có lòng muốn ra đi để làm giáo sĩ. Thì ông đặt câu hỏi này bởi vì ông nghĩ rằng có những người lãnh đạo hội thánh đang có mặt ở tại đây cũng có thể có những thành viên hội thánh muốn đi truyền giáo như vậy. Thì ông nói rằng nếu như có những người có tâm tình muốn ra đi truyền giáo thì cái lộ trình để mà huấn luyện họ như thế nào, sai phái như thế nào và có những cái chương trình nào để có thể huấn luyện cho họ. Và rồi ông có thể cho biết là nếu mà một người sai phái đi từ Việt Nam thế thì cần phải chuẩn bị bao nhiêu tiền, để hội thánh có thể sẽ cần phải hỗ trợ cho họ bao nhiêu tiền một tháng để có thể có đủ cho vấn đề sinh sống và truyền giáo. Đó là câu hỏi của sư Kim. Và bây giờ mục sư Ly sẽ chia sẻ. Yeah, for the training, we have three programs. The first one is Mission English Training Course. We call it METC, which will last 3 months and which will take twice a year. Liên quan tới cái vấn đề huấn luyện thì cho đến thời điểm này thì hiện tại chúng tôi đang có một cái chương trình gọi là huấn luyện truyền giáo và tiếng Anh kéo dài trong vòng 3 tháng và mỗi năm chúng tôi có 2 khóa như vậy. And also we have an intensive Bible training course for 3 months. Và sau đó thì chúng tôi có một cái khóa học kinh thánh, huấn luyện kinh thánh tăng cường trong vòng 3 tháng. Which we work together with YM. And it takes twice a year as well. Và chúng tôi hiện tại thì đang tiến hành hợp tác với YWAM, thanh niên với sứ mạng để làm cái việc này. Và khóa này thì được mở 2 lần một năm. And also we have a cross-cultural training course, which we call it
CTC in overseas, Manila or Chiang Mai once a year. Và rồi chúng tôi có một khóa huấn luyện xuyên văn hóa khác được gọi là CTC, Cross Cultural Training, được thực hiện ở tại Manila, Philippines hoặc là Chiang Mai, Thái Lan, một năm một lần. These three programs are the basic preparation course. After that, we take candidate orientation. Và ba cái khóa huấn luyện này đó thì gọi là ba cái khóa huấn luyện căn bản trong quá trình chuẩn bị. Và sau đó thì có một cái khóa huấn luyện khác gọi là CO, tức là định hướng, ở trong vòng gần 3 tháng nữa. Okay. That is the Pastor Kim's question is very good, big question. But I mean, as Jason mentioned about training and about the different courses. So the best way, if you are pastoring in your local church, that is the best way you can invite our on-site staff, Jason or Pastor Kim or Nyat. They are able to introduce to you and what is every step to send your missionaries. That is the best way through this. This is insufficient, we can explain to you, but if you invite them at your own church and then maybe give them 1 or 2 hours, then they will introduce very practically where we have a training programs and the content of training programs and who is the teacher and all those kind of the detailed things will explain to you. And one area the Pastor Kim asked about how do we introduce, how do we lead the missionary candidates? Yes, as we said, missionary candidate is taking long procedure to training plus in terms of a screening stage. So we need to take some time to finally send them to mission field, go up that much into translate net. Then I will continue. Ông cảm ơn sư Ly đã chia sẻ một vài thông tin về huấn luyện mà chúng tôi cung ứng, nhưng mà vì thực tế thì thời gian không có nhiều để tôi có thể nói nhiều thông tin về câu hỏi của sư Kim. Nhưng mà ở tại Việt Nam thì chúng tôi có một số nhân sự như là sư Ly, như thầy Nhật, một vài người khác, thì nếu quý vị quan tâm trong biết rõ hơn về những chương trình này thì quý vị có thể mời họ đến ở tại hội thánh của mình, dành cho họ 1-2 tiếng đồng hồ, thì họ sẽ có cơ hội để trình bày rõ ràng cho quý vị tất cả những cái chương trình mà bên huấn luyện mà bên hội web đang có, và cụ thể là cái gì, học cái gì, học với ai, trong bao lâu, thì những cái thông tin đó sẽ được cung cấp cho quý vị rõ ràng hơn. Liên quan tới cái câu hỏi của mục sư về việc là làm thế nào để hướng dẫn những cái ứng viên giáo sĩ, thì như tôi đã nói, một quá trình ứng viên giáo sĩ thì là nó đòi hỏi một cái sự chuẩn bị, cũng là một cái giai đoạn chuẩn bị khá là kỹ lưỡng và dài. After you did the Kairos course and if you did this program, if you do not go for next program, you cannot even proceed any further. That's why it's very important contact with Nyat or Jason, and then invite them to your small group, or those who are interested in mission, then call them in your place and then sit them together and listen to them. And in terms of introducing plus screening too, through their observation, whether this person or this couple's calling is genuine one or just kind of emotional or things. That's why you need invite them to sit down together. And then one other thing, he asked about monthly expenses. Again, I said, you cannot meet the required, current required amount of money to send out. But we work, we don't have a limitation. We always checking their calling first. If the calling is very clear, very solid calling, then
we will challenge the church. Do your best. As much as you can, you support. Even that amount is not met the required amount, but we don't mind. We will encourage them to send to mission field. With that amount, trusting them to the Lord who will provide. We are not encouraging them to wait until the money meet 1 month, 2 months, 1 year. We don't do that. Once your calling is clear and your church is stand behind, go ahead with no matter how much you have. This is we call faith mission, you know, strategy. Yeah, câu hỏi ông chia sẻ tiếp theo là giống như nói là ông nói rằng nếu mình chỉ dự một khóa học Kairos hay là một cái hội thảo như thế này thì đôi khi mình không biết cái bước tiếp theo nó sẽ như thế nào, thì lúc đó mình cần có thể mời những cái nhân sự của WEC tới để trao đổi thêm, rồi trong cái quá trình trò chuyện trao đổi đó cũng có thể là lúc mà quý vị cũng có thể giới thiệu những ứng cử viên và có thể có những thêm những cái sự trao đổi để giống như là sàng lọc họ, thì có thể nhận định được cái ứng viên nào là phù hợp để cho vấn đề ra đi truyền giáo vân vân. Có một câu hỏi nó liên quan tới vấn đề là hỗ trợ hàng tháng là bao nhiêu thì đủ. Thì bây giờ cái ông nói rằng ở trong hội web của chúng tôi thì chúng tôi không có đặt ra một cái hạn mức cụ thể. Đối với chúng tôi thì cái sự kêu gọi là vấn đề ưu tiên số 1. Và nếu như một người được sự kêu gọi rõ ràng, thì biết rõ rằng mình được Chúa kêu gọi và được xác nhận là đủ để điều kiện để đi ra truyền giáo, làm giáo sĩ đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng thách thức cái hội thánh địa phương mà nơi người đó đang là thành viên đó, thì sẽ hỗ trợ cho người đó, hỗ trợ hết mức có thể, tối đa có thể, thì không đợi là sẽ đủ là một tháng, đủ hai tháng, đủ ba tháng, tiền sinh hoạt cho đủ một, hai, ba tháng rồi mới đi. Nhưng mà khi mà hội thánh đó làm hết sức để mà biết rõ là họ sẽ đứng đằng sau để hỗ trợ cho giáo sĩ đó, thì chúng tôi thách thức người đó bước đi và chúng tôi giao phó họ phần còn lại ở trong tay của Chúa. Tin cậy rằng Chúa sẽ tiếp trợ cách này cách kia cho cái người đó để đi ra hầu việc Chúa. Sending missionaries overseas is so quite complicated and combined work. So please, please do not decide by yourself. Please do not let the individual decide by themselves. Always consult with the mission agency. This is important. It doesn't mean you have to send them to our organization. Not at all. But there are many organizations too. But I really strongly encourage you to send out your workers with a team, not individual. It's too risky to send out individual missionaries. So utilize mission agencies as much as you can. This is my advice. Ông nói rằng việc sai phái một giáo sĩ ra hải ngoại để phục vụ Chúa là một việc rất là phức tạp và nó đòi hỏi cái sự kết hợp rất là lớn. Cho nên đừng bao giờ là sai cái người đó đi một mình. Đừng bao giờ là liều lĩnh mà mạo hiểm để người đó ra đi một mình. Mà trái lại hãy kết hợp với một cái tổ chức truyền giáo nào đó để có thể giúp cho việc sai phái nó tốt hơn. Nói như thế không có nghĩa là quý vị bắt buộc phải sai phái giáo sĩ qua web. Vì trên thế giới hiện tại có rất nhiều những cái tổ chức truyền giáo khác đáng tin cậy để mà mình có thể kết hợp. Nhưng mà điều mà ông muốn nói ở đây đó là hãy tận dụng, hãy dựa vào những cái tổ chức truyền giáo chuyên nghiệp á, càng nhiều càng tốt, để mà giúp đỡ cho cái việc chăm sóc cái người đó, hướng dẫn cái người giáo sĩ được ra đi trên cánh đồng truyền giáo, bởi vì họ cần điều đó, thật sự cần khi họ làm việc ở trên cánh đồng. Okay, so due to time limit, so we've got one more pastor. Pastor Dam is raising up his hand. So he's the last person. Okay. Yeah, I have one more question from Pastor Min from Shen International in Canada as well. So Pastor, you go ahead, and then maybe Pastor Min will be the last question. Yeah. Okay. Vâng, trước hết thì tôi cảm ơn Chúa được nghe những lời chứng của ông về kinh nghiệm trong chức vụ cũng như đời sống tận hiến của ông cho Chúa rất là tuyệt vời. Tôi rất là được khích lệ. Và tôi cũng ngưỡng mộ về đức tin, sự trông cậy của ông nơi Chúa, đó là đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Tôi đang bị kẹt giữa hai bể,
theo quan điểm của người Mỹ, của phương Tây, thì luôn luôn họ gọi là gây quỹ một cách rất là chu đáo cho cái công tác truyền giáo trong cái lĩnh vực sai phái. Và bây giờ ông cũng như là một số các tôi tới chúa khác thì giúp cho chúng tôi có một khía cạnh, đó là về đức tin, về sự trông cậy hoàn toàn một yếu tố, có thể nói là một đằng là rất là con người, một đằng là rất là thiên thượng. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi kẹt đến đây, Hội Thánh Việt Nam kẹt hơn 100 năm nay vẫn chưa có được một cái trung tâm sai phái. Vậy thì công tác huy động có phải chỉ huy động cho nhân sự vào công tác truyền giáo hay là mọi nguồn lực? Thứ nhất, thứ hai nữa là chúng tôi đã bị kẹt thực sự ở Hội Thánh. Chúng tôi có những người đã được, tôi biết là họ được Chúa kêu gọi đi ra cánh đồng, và chúng tôi không dám có một động thái gì, vì chúng tôi Hội Thánh chúng tôi thì không có cơ sở vật chất, không có đủ nguồn lực, đâm ra cũng không dám chủ động sai phái họ. Và họ kẹt đến 5 năm nay vẫn tiếp tục đang, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục kêu gọi cầu nguyện và tiếp tục chờ đợi. Vậy bây giờ chúng tôi rất cần có một cái câu lời khuyên của ông trong cái hoàn cảnh đấy, chúng tôi nên cần phải theo cái hướng như nào. Tôi biết là đây là cái câu hỏi mà chúng tôi đang rất là cần. Vâng, cảm ơn. Yeah, I'm so encouraged by your sharing this morning. And I also admire your life and ministry, especially your faith in your missionary's calling. So I found myself in a dilemma. As you know, the Western people, for example, the American people, they usually had to met a very specific plan, financial plan, before, and they have to have a funding before they send out missionary. And this morning we heard about another aspect, that is faith, trust in Christ. What would have some one aspect is like more humanly, and another aspect is more divinely. So I saw that the church in Vietnam has been stuck over 100 years. So my and I myself, my church also is stuck for the past few years, because we have some people who are ready to go, but our church is so limited financially, so we cannot afford, cannot send them out. So his two question is, first, is it mobilization is for only personnel or all resources? And secondly, is there any advice for myself as a pastor of a church which has people who are ready to go but limited with finance and cannot send them out? Well, that's good. I mean, Pastor, it's true. Some agencies, like not only America but other countries too, some agencies, they have a large amount of funding, and then they support financially sufficiently. But, một số cái hệ phái, xin lỗi, một số tổ chức truyền giáo khác thì không phải là những quốc gia khác, một số tổ chức truyền giáo khác thì họ cũng yêu cầu là phải có gây quỹ đầy đủ rồi mới sai người đi. Yeah. So the one thing is clear, Vietnamese church, you don't have to follow their ways. Nhưng mà một điều rất là rõ ràng là Hội Thánh Việt Nam thì quý vị cũng chưa cần phải là theo cái cách đó. And let me give you very encouraging advice about your church members. Và tôi muốn đưa ra một lời khuyên đầy khích lệ dành cho hội thánh thành viên trong hội thánh của mục sư. In your perspectives, there are candidates from your church. They are certainly missionary materials. They are very much, you have a confidence, these people, they are missionary materials. Trong cái nhìn của mục sư thì mục sư đang có những cái ứng viên rất là thích hợp, những người đã sẵn sàng ra đi, và đó là những người thật sự phù hợp cho việc đi ra truyền giáo. And then also looking into your church, practically your church budget, you cannot afford và nhìn vào thực tế, for those missionary candidates. Tài chính của hội thánh thì không có đủ để hỗ trợ những giáo sĩ này. So that is a reality. Đó là thực tế. And Because of that part, we cannot send these people and let them stay.
is a not encouraging way. Và vì cớ đó mà mình không thể sai người ra đi dù đã có sẵn người, thì đó không phải là một cái cách khích lệ lắm. Same way we applied to Indian church. Giống như cái cách mà chúng tôi đã áp dụng cho hội thánh tại Ấn Độ. And then church, they knew that is not sufficient at all for this person of this people. À, hội thánh ở tại Ấn Độ thì họ cũng biết rõ là họ không thể nào hỗ trợ đủ cho những giáo sĩ đó để có thể ra đi. They boldly, they send out with devamount, with a prayer. Nhưng mà họ mạnh dạn là sai phái với cái mức hỗ trợ mà họ có thể có được. When they arrive on mission field, they need, of course, they need that money is not sufficient at all. Và họ biết rằng cái số tiền đó thì không hề đủ cho cái người đó để mà sống trên cái đồng truyền giáo. Minimum of their living on mission field, it was, let's say, $400 a month. Ví dụ như là cái chi phí tối thiểu để sống trên cái đồng truyền giáo là $400 một tháng. Church, they're sending church. They did all their best. They only able to afford $200. Và hội thánh địa phương của họ làm hết sức rồi mà chỉ có thể là có $200 thôi. Hỗ trợ được $200. So in reality, they need $200 more needed on mission field. Thì thực tế là họ cần phải có $200 nữa để mà đủ cho chi phí tối thiểu cho cái người đó. In that case, trong cái trường hợp đó, as an agency, we share this kind of challenge to churches in Korea, churches in Australia, churches in USA. Thì trong cái trường hợp đó thì là một cái tổ chức truyền giáo, chúng tôi biết có những cái trường hợp như vậy, thì chúng tôi chia sẻ cái thách thức này với các hội thánh ở tại Hàn Quốc, ở tại Úc, ở tại Mỹ. Sometimes individual person or church, they said, okay, we would like to participate partly to support those missionaries. Thì có lúc là có những cái hội thánh hoặc là những cái cá nhân họ được cảm động và họ nói rằng bây giờ tôi sẽ dự phần một phần nào đó trong việc hỗ trợ cho cái người đó. Your church only afford $200, $200 more needed. So that, let's say $100 from Korean, one Korean church added on the top of that 200. À, hội thánh của mục sư có thể hỗ trợ được có 200 thôi. Thì bây giờ có thể một hội thánh ở Hàn Quốc họ được cảm động hỗ trợ thêm 100. And $100 added by one individual from USA. Và có một người con cái Chúa ở tại Mỹ, họ cam kết hỗ trợ $100 nữa. So that kind of mobilizing and participating, we are actually doing it. Và cái công tác huy động và dự phần trong tác truyền giáo như vậy thì đó là điều mà chúng tôi hiện tại vẫn đang làm. But one important the emphasize what we doing is that missionary, even though they get some support from other outside of your church, but that ownership of that missionary goes to your church. Và cho dù cái giáo sĩ đó họ có thể là nhận được cái sự hỗ trợ từ những người khác nữa, nhưng mà cái tôi muốn là cái sự hỗ trợ đó nó phải thông qua hội thánh của quý vị. So the your church is the sending church of that person. Bởi vì hội thánh của quý vị là nơi mà sai phái cái người đó. That's not depend on how much you involved in with the finance. Nó không tùy thuộc vào việc là quý vị dự phần bao nhiêu trong vấn đề tài chính. But spiritually or emotionally or other socially, you are like a make home church. You have responsibility to pray for this missionary. Nhưng mà về mặt tình cảm, về mặt thuộc linh, về mặt là xã hội đó thì quý vị là người sai phái thì quý vị có cái mối liên hệ gần gũi với cái người được sai đi. So this kind of collaboration we will keep making with other churches or individuals in outside. Và chính cái cách mà hợp tác này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện với những hội thánh khác. Pastor, mobilize and recruit potential missionary candidate from your church. Cho nên thưa mục sư, hãy huy động và tuyển mộ những ứng viên giáo sĩ phù hợp từ hội thánh của mình. Do all your best. Hãy làm hết sức có thể. Any amount beyond your ability, may the Lord, you know, recruit other individuals in other church in Vietnam or other churches individually in overseas. Và những cái phần còn lại nó vượt quá khả năng của mình thì hãy xin Chúa hãy dùng tuyển mộ những cái cá nhân, những cái hội thánh khác ở Việt Nam hay là những nước ngoài dự phần vào đó.
And I have one confidence. Và tôi có một cái sự tin biết. You involve that way, the Lord will bless financially to your church too. Nếu quý mục sư làm điều đó thì Chúa sẽ ban phước một cách dư dật hơn nữa cho vấn đề tài chính của hội thánh. You will have encourage, you will have courage to send more and more missionaries to, you know, the needy field in the world. Và quý vị sẽ có thêm cái can đảm để có thể sai phái nhiều hơn nữa những con người giáo sĩ khác đến với những nơi khác trên thế giới. Either Vietnamese church, Vietnamese missionary, Korean church, Korean missionaries, American church, American missionaries. We all serve the Lord, one God. We are all His servant. Hội thánh Hàn Quốc, hội thánh Mỹ, hội thánh Việt Nam, hội thánh Úc, tất cả chúng ta đều hầu việc chung một Chúa mà thôi, Chúa Giêsu. Move forward. Cho nên hãy tiếp tục tiến về phía trước. Thank you so much. Okay. So bây giờ last tôi question. Có, yeah, one final question from Pastor Minh. Pastor Minh has some question here. First question from Pastor Minh in Canada. How are WEC missionary funded? How are WEC missionary funded? The second question is, what is the minimum prerequisites to join WEC and to attend mission trainings, basic mission training course provided by WEC? And the third one is, what is the income or support for WEC missionary and ministry? Where do they come from? Where does the support or income for WEC missionary and ministry come from? Okay, so almost a similar question. Yeah, but you can interpret first. Yeah. Yeah, mục sư Tâm hỏi mấy câu hỏi, mục sư Bình Minh hỏi một số câu hỏi. Thứ nhất là xin lỗi để tôi quay trở lại. Đó là mục sư hỏi là các giáo sĩ của WEC thì gây quỹ như thế nào? Cái thứ hai là đâu là những cái điều kiện tối thiểu để mà tham gia WEC và học các khóa học huấn luyện căn bản. Điều thứ ba là mục sư hỏi là việc gây quỹ cho lương bổng, phụ cấp lương bổng và các chi phí mục vụ cho giáo sĩ WEC đến từ đâu? Yeah. Okay. Firstly, already I explained, but WEC, we don't encourage our individual missionaries to go out for fundraising. Như tôi đã nói thì trong hội WEC chúng tôi không khích lệ giáo sĩ của mình đi ra và gây quỹ, tự gây quỹ. We are not encouraged to even say individual or church kind of, you know, this, well, the we need some kind of project money or mission money. So we are not upfield, or even we are not allowed to, we are not encouraged to give even hint that we need money. Chúng tôi thậm chí là không khích lệ những giáo sĩ, những nhân sự của mình là chia sẻ những cái nhu cầu về thậm chí về mục vụ cho một hội thánh địa phương nào đó hay là một cái tổ chức nào đó. Ngay cả là đưa ra những cái gợi ý thì chúng tôi cũng không khích lệ giáo sĩ của mình làm điều đó. So that based on total trust in the Lord. Bởi vì chúng tôi quan niệm là đây là một cái công tác hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đức truyền giáo và Đức tin. Yeah. Second, the what do we need to join WEC? Second, thứ hai là điều kiện tối thiểu để được tham gia WEC là gì? Finance, as I said, we are not depends on how much finance is secured. We don't, you know, regard that much. Thứ nhất, vấn đề tài chính, giống như tôi đã nói là chúng tôi không có đặt nặng vấn đề đó. But more, we are emphasize on whether this person or this couple, they have a missionary calling from the Lord. So we getting kind of approved or recommendation from individual or from the church. Nhưng mà cái điều chúng tôi coi trọng đó là liệu là cái người này có thực sự được kêu gọi cho công tác truyền giáo hay không, và họ có phải là người phù hợp để làm việc đó hay không. Cho nên chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của những lãnh đạo hội thánh hay là những người quen biết với những cái ứng viên đó. That's our condition, prerequisite. And then third one,
income, yes. We don't have a fixed income. We don't give salaries at all. Và thứ ba là về giáo sĩ của Quét thì chúng tôi không có trả lương, không có hỗ trợ lương cho bất cứ người nào hết. So the submission they do call central funding system or pooling system. They just getting all the money into mission and then they, you know, distribute according to their area or expenses. We call salaries. Where we don't do that. À, có một số tổ chức truyền giáo thì họ có hình thức là gây quỹ tập trung, tức là quỹ sẽ được kêu gọi dâng về một cái tài khoản chính của hội truyền giáo và họ sẽ được phân phối cho các giáo sĩ tùy theo các khu vực khác nhau. Nhưng mà ở tại West thì chúng tôi không làm như thế. That's why according to the statistics, the most of West missionaries there, the financial the status is the lowest. Lowest income, lowest financial support. Because we don't say money to the individual church, but that doesn't mean our attrition rate is high. Attrition is the lowest attrition among all mission is WEC. Nhưng cho nên chính vì lý do đó mà theo các con số thống kê đó ở giữa vòng các tổ chức truyền giáo thì giáo sĩ của hội WEC chúng tôi là những người mà có cái thu nhập và gọi là thấp nhất trong số các tổ chức truyền giáo ở trên thế giới. Bởi vì chúng tôi không có khích lệ giáo sĩ đi của mình đi chia sẻ những nhu cầu với các cái hội thánh địa phương để xin hỗ trợ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái tỷ lệ cái người mà bỏ cuộc á, tức là cái người mà rời bỏ cánh đồng truyền giáo là nó cao. Và trong các số các tổ chức truyền giáo thì WEC là một trong những tổ chức mà có tỷ lệ người vẫn tiếp tục đứng trên cánh đồng cao nhất. Pastor, who is catching this in Canada? Do you hear me? Yeah, Mục sư Minh. Yeah. Mục Let sư me Minh give you câu hỏi final, này, tôi nói được không final ạ? Example. Tôi xin gửi đến Mục sư một cái ví dụ cuối cùng. Next month, I'm supposed to go down to one city in USA. Tháng tới thì tôi sẽ đi đến một cái thành phố ở tại US, Mỹ. And there are quite many the Burmese, you know, Chin or Kachin churches in that city. Ở tại đó thì có một số hội thánh người Ấn Độ, người Miến Điện, hội thánh người Chin hoặc là Kachin. They were combined mission, you know, weekend programs. Invited me as a speaker. Và họ mời tôi đến để chia sẻ trong một cái buổi chương trình hội thảo về truyền giáo ở tại đó. So I'm going to challenge them, the church, to think about their homeland, Chin and the Kachin church, a Karen church in Myanmar. Và tôi sẽ thách thức những hội thánh của người Miến Điện ở tại Mỹ sẽ bắt đầu nghĩ đến cái việc hỗ trợ cho hội thánh người Chin, người Karen của họ ở tại Myanmar. There are many candidates rising up in Myanmar from those churches. Bởi vì hiện tại thì có rất nhiều những ứng viên giáo sĩ đã được dấy lên ở tại Myanmar. But same time the financial the security is a challenging, big challenge. Và cũng giống như vậy, cái vấn đề về tài chính và an ninh là một vấn đề rất lớn, thách thức rất lớn ở tại Myanmar. Missionary candidate from Myanmar, they're ready to go out. Những giáo sĩ, ứng viên giáo sĩ ở tại Myanmar họ đã sẵn sàng để ra đi rồi đó. But the home church in Myanmar, they are not able to afford as much as the missionary needs. Nhưng mà hội thánh nhà của họ đó, hội thánh mà sai phái họ không có đủ khả năng để mà hỗ trợ cho họ đi ra. So I'm going to challenge the churches in Tulsa, USA, Myanmar churches. You, why don't you become a sending church for the your home country missionaries to tour the neighboring country? Cho nên tôi sẽ thách thức những hội thánh người Miến Điện ở tại Mỹ rằng tại sao quý vị không trở thành những hội thánh sẽ sai phái những ứng viên giáo sĩ ở tại quê nhà của mình cho một quốc gia nào đó. So Vietnamese diaspora churches in worldwide, they have to participate this way too. Và tôi tin rằng đây cũng là cách mà các hội thánh Việt Nam trên toàn thế giới cũng có thể làm để tham gia vào trong công tác truyền giáo. As long as those missionaries working with the organization, there will be
sufficient accountabilities for those missionaries. Và chừng nào mà những người ứng viên giáo sĩ đó họ còn làm việc với một cái tổ chức truyền giáo nào đó thì chừng đó là cái trách nhiệm giải trình nó vẫn còn no need worry about the ministry or their living on mission field. That's we our organization or on-site workers, we will take care of them. Cho nên quý vị đừng có lo lắng là họ sẽ hầu việc Chúa như thế nào, rồi đời sống họ như thế nào, với số tiền mà mình hỗ trợ những vấn đề đó chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. This is a good collaboration on-site church and the overseas diaspora churches. Đây là một cái sự hợp tác rất là tuyệt vời giữa hậu thánh ở tại trong nước và hậu thánh ở hải ngoại. So it's applicable to the pastor in Australia too. Và điều này cũng áp dụng cho một sư tâm ở Úc nữa ạ. Yeah, I think this is all my session today. Yeah, cho nên tôi nghĩ rằng phần của tôi thì kết thúc ở đây. Yeah. Okay, so yeah, basically I can see one pastor raise up his hand. So yeah, so but as you see the number of attendance cut into half actually. So it's already our past. So do you want to go with one more questions? Do you want to answer one more questions? Bây giờ thì tôi thấy còn một cánh tay đưa lên, nhưng mà như quý vị cũng thấy là số lượng người của mình trong phòng chỉ còn lại một nửa thôi. Cho nên quý vị có muốn thêm một câu hỏi nữa không, hay là chúng ta dừng lại ở đây? Yes, Pastor Amos, yeah, you are the last one to ask questions. Dạ thôi, chúng ta ưu tiên cho một sư Amos. Nếu mà câu hỏi đó là khẩn cấp mà không thể không hỏi được thì xin mời. Yeah. Yeah. Cảm ơn Chúa, bài giảng của ông buổi sáng nay tôi rất là được khích lệ và rất là amen. Vì chúng tôi cũng đã từng phục vụ Chúa và đã kinh nghiệm sự cung ứng, sự chúc phước của Chúa trong khi mình ở những cái nơi không phải là nơi nhà của mình, không phải là quê hương của mình. Và tôi đã kinh nghiệm được điều đó. Và tôi cảm ơn Chúa rằng nhờ chúng tôi đi qua Thái Lan và cũng bởi sự kêu gọi của Chúa. Và tôi có muốn hỏi một điều. Chúng tôi thấy rằng vì chúng tôi ở, mình đi với một tư cách là bởi sự kêu gọi của Chúa, cho nên không có biết một cái tổ chức nào hết để mà phải có, tôi tin rằng phải có một cái tổ chức truyền giáo để mình kết hợp, để họ có thể giúp đỡ, vì ở đây là một cái nơi cánh đồng mới. Thì vì vậy, và cảm ơn Chúa, Thầy Nhật đã giới thiệu chúng tôi với cái chương trình web. Nhưng mà tôi có một điều tôi hỏi là vì chúng tôi cũng học lớn tuổi và học cái vừa học tiếng Anh phải vừa học tiếng Thái, nó rất là khổ cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải ghi mài học mãi, mà khi học thì nếu mà tiếng Anh họ nói là chỉ có 3 tháng của web, bắt buộc phải học 3 tháng mà tôi không có kết quả, không đạt được thì như thế nào ạ? Và thứ hai nữa là web, khi chúng tôi đã đến đây thì chúng tôi biết rằng Chúa sai phái, thì mình chúng tôi biết Chúa kêu gọi chúng tôi cho cánh đồng Thái Lan, thì nhưng nếu mà đi theo cái là giáo sĩ của web á, thì gia nhập giáo sĩ của web thì phải theo cái sự sai phái của web hay là bởi sự Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng tôi ạ, mặc khải trên chúng tôi ạ? Yes. Cảm ơn cô Bạch Hằng, sư Tâm. Tôi xin làm cho cái phần xin ngắn lại bằng cách là nói một vài ý chính thôi. Pastor Tâm and his wife are serving as a missionary in Thailand now, and they went to the field by themselves, not have any cooperation with any organization until I introduced them to WEC, and they started to have some, you know, relationship with WEC so far. And she thank you for your sharing this morning, which is really encouraging to her. And herself and her husband also experienced something that you have said this morning when they are working on the field. But their question is, as WEC require people who are joining to WEC must know English, and WEC provide, you know, like a 3-month METC to help people to improve their English, but because they are on the field and they have to learn Thai and Thai language and English, which is very challenging, especially where they are not still young. And her question is, what if after 3 months taking the METC, but
Her English is still not yet qualified. And second question is, when they go to when they went to Thailand, it is the lowest, the lowest will for them. They know that this is the mission field that God called them to be. So her second question is, when we join WEC, we WEC send out workers depending on the calling of the Lord in their lives. It means that the group of people that God called them to work with, or according to the, you know, appointment of WEC itself. The last one first. Yeah, tôi đang là câu cuối trước. Yeah, WEC really respect the personal calling important. Tổ chức WEC chúng tôi rất là tôn trọng cái sự kêu gọi cá nhân của Chúa cho mọi người. But if the person or couple want to go someplace where there is no WEC ministry going around, we may be a bit reluctant to accept them into WEC missionary to send them to there where there is no WEC personnel around. Nhưng mà nếu như mà cái nơi mà người đó muốn đến á mà không có một cái giáo sĩ WEC nào đang làm việc ở tại đó, thì chúng tôi sẽ có những cái sự cân nhắc, những cái lưỡng lự trong việc là có liệu có tiếp nhận hay không. But most of the case we WEC respect the individual calling from the Lord, then we will encourage them to go according to their calling, you know, the field where they have a calling. Nhưng mà trong đa số các trường hợp thì chúng tôi rất tôn trọng cái cánh đồng mà Chúa đã đặt để ở trong lòng mà cái người giáo sĩ đó, và họ biết rằng Chúa gọi họ đến đó. I mean, another area, English. Một cái khía cạnh khác là tiếng Anh. I know that you're struggling and your question, I can understand you very much. Tôi hiểu được cái sự tranh chiến của cô, và tôi hiểu được cái khó khăn của cô, cái câu hỏi mà cô. So now we have quite some flexibility in many ways. Và hiện tại thì cho đến hiện tại thì trong tổ chức WEC chúng tôi có một số cách nó linh hoạt hơn. For let's say Pastor Amos and Pastor Amos Ruth, two of you, you speak Thai language fluently. Ví dụ then, như là một sư Tâm và cô Bạch Hằng là quý vị nói tiếng Thái tốt, nói thành thạo. Then you can make a good fellowship with our Thai team. Thì quý vị có thể có một cái mối thông công tốt với những cái giáo sĩ là đang học vị Chúa ở tại Thái. Communicating in Thai language. Và trao đổi giao tiếp với họ bằng tiếng Thái. But at the same time, there will be some limitation if we have a international, you know, meeting or conference. We only using English. Nhưng mà mặt khác thì nó có những cái hạn chế. Chẳng hạn như khi chúng tôi có những cái hội nghị quốc tế, thì ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh thôi. So that means you may not be able to attend that kind of conference, but at least field meetings, you can make a team with the local WEC membership. Thì trong những cái trường hợp mà hội nghị quốc tế như thế thì quý vị có thể là không tham gia được, nhưng mà quý vị, điều quan trọng là quý vị vẫn có một cái mối liên hệ, mối thông công với những giáo sĩ ở tại cánh đồng Thái Lan. If you really, really, really want to join WEC, I would encourage you to contact our team leader in Chiang Mai, Yangtze Lei Li, also the WEC leadership, field leadership in Thailand too. You can communicate with them and then just follow their advice. I know your age is to get certain level of English. It's in a sense, it's almost like impossible as you're living in non-English speaking, you know, area. Cho nên nếu quý vị thật sự quan tâm đến việc muốn gia nhập tổ chức WEC, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đến người lãnh đạo team WEC ở tại Thái Lan, ở tại Chiang Mai là ông bà Yong Chun Lee và Elaine. Tôi biết rằng cái đối với cái tuổi của mục sư và cô thì việc mà để đạt được cái một cái trình độ tiếng Anh mà tốt ở tại Thái Lan, một đất nước không nói tiếng Anh, là điều không có dễ. So as we in WEC, we have quite many ways like associate WEC members, almost like the same.
But only you cannot be elected as leadership. So we have association or we have a work partners. So we have so many, almost like the same membership. And using your local language, there's a way for you to work together as a team. Trong web thì chúng tôi có một cái sự linh hoạt, đó là quý vị có thể trở thành những cái associate member, tức là những cái tôi không biết gọi là những người cộng tác, người cộng sự á, nó cũng chẳng khác gì giáo sĩ đâu, chỉ có khác cái là không được bỏ phiếu khi bầu chọn trong cái lãnh đạo của web thôi, chứ còn lại là giống như nhau. Thì quý vị vẫn có thể có mối liên hệ với những giáo sĩ của web ở tại Thái Lan trong cái team đó để thông công, để hỗ trợ trong công tác phục vụ Chúa. Dạ, xin có một cái câu hỏi là, thí dụ như bây giờ là web ở Thái Lan thì đang ở tại Chiang Mai, nhưng mà chúng tôi lại cảm động sắp tới, được Thánh Linh này cảm động với lại cái mối liên hệ với những giáo sĩ Việt Nam đó, thì chúng tôi muốn đến cánh đồng miền Đông Bắc là nơi có những Việt Kiều, cụ thể là tỉnh Nong Khai. Gần Vi Chăng có cộng đồng Việt Kiều để mở mang hội thánh, thì liệu như vậy thì cái mối liên hệ chúng tôi với Quét ở tại Chiang Mai nó không được hanh thông thì nó sẽ như thế nào? So suppose that we are move to Nong Khai, another part of Thailand. Why? Đây là vấn đề riêng của gia đình mục sư Tâm với lại tổ chức thôi, nó không liên quan đến bài học hôm nay. Bởi vì các vị đã biết rõ chính sách của họ rồi, mình nên làm việc trực tiếp thì sẽ hay hơn. Dạ, tôi trả lời luôn câu này luôn. Dạ, thưa mục sư, là thực ra web là nó không phải chỉ có ở Chiang Mai mà rất là nhiều team khác nhau ở tại Thái Lan. Cho nên là mục sư có thể có cái mối liên hệ với những team khác, nhưng mà đúng như mục sư Tâm nói thì hai mục sư sẽ trao đổi thêm với em và với một số người của web để có thể có một cái thông tin rõ hơn được không ạ? Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng ta bị trễ giờ khá là nhiều, nhưng cảm ơn sự kiên nhẫn của quý đại tớ của Chúa đã ngồi dự cho đến bây giờ. Tôi rất là biết ơn về điều đó. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một phần khác và một người mà sẽ chia sẻ cho chúng ta ngày mai. Ông được xem như là cái đại thù của WEC International. Ông hơn 80 tuổi rồi. Ông Long Nguyên là giám đốc quốc tế của WEC và ông sẽ chia sẻ về cái vấn đề là sứ mạng của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi của tôi. Thì tôi kính mời quý vị cùng tham gia. Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 8:30 và chúng ta kết thúc lúc 11:30 như chúng ta đã định. Bây giờ xin trước khi chúng ta kết thúc, tôi xin trân trọng kính mời mục sư Hồ Bình Minh. Tôi biết rằng bên đó mục sư rất là khuya rồi, nhưng mục sư vẫn còn thức để tham dự chúng ta. Xin trân trọng kính mời mục sư cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa giúp chúng ta với những gì chúng ta đã nhận lãnh buổi sáng hôm nay từ đại tớ của Chúa. Xin kính mời mục sư cầu nguyện. Okay, so I think that's it for the today, and thank you Nhat for your long hour translation today, and Pastor Jungkook, your marvelous teaching interaction with pastors and missionary today. Yeah. Ok, cảm ơn mục sư diễn giả, cảm ơn người phiên dịch đã giúp đỡ buổi sáng hôm nay. Pastor Jeff, I would like to invite Pastor Bình Minh to give a closing prayer before we dismiss. Okay, so yeah, but I have to give them another announcement for tomorrow. Yeah, go ahead. Okay, so thank you for your attendance today, and tomorrow will be the last session taking place tomorrow, and the speaker for tomorrow will be Dieter Kohl from Germany. So he was the former international director of WEC International, and he was former missionary in Indonesia. He's medical doctor. So he'll be challenging you tomorrow, and please ask many people to join tomorrow's session as well. Can you just translate? Cảm ơn quý vị đã tham dự ngày hôm nay, và ngày mai chúng ta sẽ có buổi cuối cùng. Diễn giả của chúng ta là một người nguyên là giám đốc truyền giáo quốc tế của WEC International, đã từng hầu vị Chúa làm giáo sĩ ở tại Indonesia. Ông là một mục sư, giáo sĩ, bác sĩ, cho nên ông sẽ thách thức chúng ta trong vấn đề sứ mạng của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi của chúng ta. And Reverend Byung-guk, you will be joining us tomorrow as well, so you can. Mục sư Yu ngày mai cũng sẽ tham dự với chúng ta trong cái phần đó nữa.
more questions tomorrow anyway. Thank you very much. Vì nếu có câu hỏi gì thêm thì có thể hỏi vào ngày mai. Dạ. Xin mời mục sư Minh mở micro và mời mục sư cầu nguyện. Dạ. Chúng ta cùng hiệp nguyện, tôi xin phép để cầu nguyện trong tiếng Anh cho quý vị ở trong ban tổ chức trước nhé. Father Lord God, we thank you so much for Pastor Yun, for Pastor Yu, for Pastor JS, for Pastor Nhật, for putting together this seminar, very informative and very inspiring for us all. We thank you for Pastor Yu's years of experience in the mission field in Gambia and other places. And then at the helm of WEC, in Korea and now in so many other countries, including us in Vietnam. We pray for your blessings on his ministry, on WEC, on the members that have been recruited so that they will have all the provisions they need to carry out the mission that you have called them to. Lạy Chúa, giờ này chúng con cầu nguyện xin Chúa ban phước trên hết thảy quý tôi tớ của Chúa. 50 mấy người vẫn còn nán lại với chúng con tới cái giờ trễ này, chứng tỏ một tấm lòng khao khát được nghe tiếng gọi của Chúa, được thấy hướng đi Chúa bày ra để có thể tiến tới với tiếng gọi của truyền giáo. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ban phước hầu chứa bao nhiêu những hoài bão, những giấc mơ của quý tôi tớ, anh chị em tín hữu chúng con sẽ được sớm thành tựu giữa những cái tình huống rất là éo le và hẹp hòi, chịu bao nhiêu những giới hạn. Nhưng Đức Chúa Trời chúng con là một Chúa Trời vô hạn, không gì có thể chói tay Ngài được hết cả. Ngài đã kêu gọi thì Ngài sẽ đáp ứng. Con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con nghe được tiếng gọi đó, thấy được khải tượng đó, bắt được khải tượng đó một cách rõ ràng, một cách đầy thôi thúc, và chúng con không thể cưỡng lại được sự kêu gọi thiêng liêng từ trên trời. Để rồi bất chấp mọi sự eo hẹp, thiếu thốn của chúng con sẽ lấy đức tin mà vâng theo tiếng gọi của Chúa mà bắt đầu những bước đi truyền giáo. Bắt đầu ngay tại địa phương chúng con. Amen. Xin tha thứ chúng con khi tại địa phương chúng con cũng chẳng buồn làm chứng về Chúa cho ai hết cả. Chúa ơi, ôi đầy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin giúp chúng con biến thành những chứng nhân cho Chúa ngay tại trong nhà của chúng con, trong gia tộc của chúng con. Amen. Trong làng, trong xóm của chúng con, trong thành phố của chúng con. Để rồi từ đó chúng con mới thật sự dám bày tỏ ước mơ đi truyền giáo cho thế giới. Amen. Amen. Nhưng trước hết, chúng con cầu nguyện xin Ngài kêu gọi chúng con và tiếp trợ cho chúng con. Amen. Xin dạy chúng con biết sống bằng đức tin là cái chi. Xin tha tội chúng con vì lâu nay chúng con sống một cách thiếu đức tin trong những cái tính toán chúng con. Chúng con thiếu tính Đức Chúa Trời ở trong đó. Oh, Jesus. Xin Chúa tha thứ chúng con vì sự vô tín của chúng con. Amen. Xin Chúa ban cho chúng con một đời sống trải nghiệm tất cả những bước đi của đức tin này, để rồi khi Ngài kêu gọi chúng con đi truyền giáo, chuyện đó không còn là khó khăn nữa. Chúng con cảm tạ Cha rất nhiều cho sự hiển của Chúa, cho sự mở mang của vương quân Chúa Trời, không những trong hải ngoại mà nhất là tại viễn xứ, khi chúng con có rất nhiều người đã thông thạo được tiếng Anh. Xin Chúa kêu gọi chúng con để con đứng lên đi làm những người truyền giáo quốc tế dựa vào muôn dân, muôn nước cho Chúa. Amen. Và tại Việt Nam, xin Chúa dấy cái nên chúng con lên cho họ có đủ khả năng và điều kiện và cơ hội để luyện tiếng Anh, rồi luyện thêm những thứ tiếng khác nữa. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn mục sư.